Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 136. Tiêu Phàm không nghĩ đến Quân gia dĩ nhiên còn có lớn như vậy lai lịch, chính là chân chính thượng cổ gia tộc, một cái gia tộc có thể truyền thừa hơn trăm vạn năm, đây chính là cực kỳ khó được. Nếu như không phải Lục gia từ đó cản trở, đoán chừng Quân gia cũng không chỉ có chỉ còn lại Quân Nhược Hoan một người. Thù này, đổi lại là hắn Tiêu Phàm, cũng đồng dạng sẽ báo. Hắn cũng rốt cục minh bạch, tại sao Quân Nhược Hoan biết rõ nhiều như vậy bí mật, nguyên lai đây là Quân gia nội tình. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, cũng không có hứa hẹn Quân Nhược Hoan cái gì, chỉ là nói ra, ngày nào đó ngươi nếu muốn báo thù, Tu La Điện huynh đệ chắc chắn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tạ công tử, Quân Nhược Hoan trong lòng ấm áp, nói, bất quá, ta hiện tại cũng đã sẽ không bị cừu hận che đậy cặp mắt, muốn báo thù, cũng phải chí ít chờ ta đột phá đại đế cảnh. Dạng này mới có thể nhất cử diệt Lục gia, hủy diệt Thiên Vân Thần Điện. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lại nghi hoặc nói, đúng rồi, ngươi một mực nói cái gì Thiên Vân Thần Điện, này Thiên Vân Thần Điện lại là thứ gì? Thiên Vân Thần Điện, chính là Thiên Vân Đế vực đệ nhất thế lực, từ Lục gia trưởng quản, đồng dạng, bởi vì Thiên Vân Thần Điện tồn tại, Thiên Vân Đế vực có thể ở 60C. Tiêu Phàm còn lờ mờ nhớ kỹ bản thân từng ở Chiến Hồn Đại Lục tham gia sinh tử đấu trường. Vậy cũng là chỉ có trăm trận thắng lợi mới có thể cho người rời khỏi tranh tài. Nhưng lúc ấy dự thi tối đa cũng chỉ là chiến vương cảnh mà thôi, nhưng bây giờ dự thi lại là thần vương cảnh. Chém giết 100 cái thần vương cảnh, mới có thể thu hoạch được một cái tư cách, này xác thực không phải bình thường tàn khốc. Trước kia ta cũng cảm thấy cái này tàn khốc, nhưng là về sau ta mới phát hiện, dạng này mới có thể để nhân tộc sinh ra chân chính siêu cấp cường giả. Quân Nhược Hoan thật sâu thở dài một hơi nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhân tộc ở Thái Cổ Thần Giới, cũng vẻn vẹn chiếm cứ Tam Thiên Vực mà thôi, so với Thái Cổ Thần Giới Cửu Vạn Vực mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Đừng nhìn hiện tại các đại địa vực tương đối an nhàn, nhưng nếu như đông đảo chủng tộc giao phong, xông vào phía trước nhất, vẫn là nhân loại cao cấp nhất cường giả. Chỉ có những người này, mới có thể chân chính bảo hộ nhân tộc lãnh thổ sẽ không đánh mất. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng của hắn cũng đã hạ quyết tâm, bản thân nhất định muốn ổn định top 10, trực tiếp tiến vào đế cung, cũng ít đi bách sát các một bước này. Thí thần truy sát kia Lục Thừa Vân lâu như vậy, tại sao còn không trở về? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, bỗng ngẩng đầu nhìn xem thí thần rời đi phương hướng nói. Quân Nhược Hoan cũng lộ ra ngưng trọng, nói, công tử, chúng ta truy đi qua nhìn xem. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không chần chờ. Mặc dù thí thần là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn đây? Hai người bay nhanh hơn vạn dặm, bỗng ngừng bước chân, lại là nhìn thấy một cái nón cỏ thiếu niên từ đằng xa bay vụt mà tới, trên người áo bào có chút rách nát. Lão đại, ta không bắt hắn lại, thí thần sa sút tinh thần nghiêm mặt, tựa như đã trải qua một trận tuyệt thế đại chiến một dạng. A, nhìn thấy thí thần không việc gì, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Bất quá hắn kinh ngạc, lấy thí thần thực lực, liền một cái thần vương cảnh trung kỳ người đều không bắt được. Tiểu tử kia thể nội uẩn dưỡng lấy rất nhiều huyết ma, trong đó không thiếu thần vương cảnh hậu kỳ, bọn họ cuốn lấy ta, nhưng tiểu tử kia trốn vào 83 tầng. Thí thần có chút tức giận nói. Nhất định là Lục gia huyết ma luyện thể đại pháp, Quân Nhược Hoan có chút phẫn hận nói. Huyết ma luyện thể đại pháp, Tiêu Phàm hơi sững sờ. Hắn trong đầu lại là hồi tưởng lên lúc trước Lục Vô Song cùng Quân Nhược Hoan một trận chiến một màn, Lục Vô Song lấy cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, ở kích phát huyết ma sau đó, thực lực thẳng bức thần vương cảnh. Kia Lục Thừa Vân nếu là nắm giữ dạng này thủ đoạn, muốn chạy trốn, thí thần thật đúng là chưa hẳn có thể bắt sống hắn. Chạy trốn cũng được, chúng ta tu luyện, làm một tầng này đối với chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, mới tiến vào tầng tiếp theo. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Hắn vẫn là không dự định vội vã xâm nhập, áp dụng làm gì chắc đó chiến thuật. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm ba người bắt đầu đổ sát thứ 82 tầng dị ma, vì ổn định bách sát bảng top 10, Tiêu Phàm cũng không thể không áp dụng sách lược. Quân Nhược Hoan phụ trách hấp dẫn dị ma, thí thần thì phụ trách áp chế, đem dị ma đánh thành tàn huyết, mà Tiêu Phàm lại phụ trách thu hoạch dị ma sinh mệnh, thu hoạch quân công trị. Thình thịch, một chỗ sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm một kích sát lục pháp tắc ảo diệu vong linh ai ca,
trực tiếp mạt sát mấy chục đầu thần vương cảnh trung kỳ dị ma. Đại lượng quang vũ phi tốc hướng về Tiêu Phàm quân công bảng phía trên bay vụt mà tới, quân công bài quang mang vụt sáng vụt sáng. A, à, đây là, đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, 10 đạo lưu quang rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay, lại là 10 mai chiếu lấp lánh tinh thể, kinh ngạc nói, đây là pháp tắc toái phiến. Giết dị ma cũng có thể thu hoạch pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cổ quái, mà một bên quân Nhược Hoan lại là bình tĩnh như thường. Đây chính là cái gọi là đột phá thần vương cảnh cơ duyên, chém giết thần vương cảnh hậu kỳ dị ma, đều sẽ có pháp tắc toái phiến. Vậy ta tại sao trước kia giết biết bao nhiêu, đều không có đạt được pháp tắc toái phiến đây? Tiêu Phàm hồ nghi. Nói chung, thần vương cảnh hậu kỳ dị ma giết chết, nhất định có pháp tắc toái phiến, nhưng là giết chết thần vương cảnh trung kỳ phía dưới dị ma, liền phải xem vận khí. Quân Nhược Hoan đắng chát cười nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Cơ duyên này sở dĩ xưng là cơ duyên, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lấy được. Hắn thu hồi pháp tắc toái phiến, lần nữa nhìn về phía bên hông quân công bài. Giết dị ma thu hoạch quân công chỉ quá chậm, chúng ta giết 10 ngày, cũng mới 10 vạn không đến. Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, này 10 ngày thời gian, hắn cũng đã lại lui về sau một cái thứ tự. Cứ tiếp như thế, không cần bao lâu, Tiêu Phàm liền khả năng ngã ra top 10. Lão đại, nếu không chúng ta đi giết người, cướp đoạt bọn họ quân công trị, dạng này khẳng định đến càng nhanh. Thí thần nhếch miệng cười nói, trên người phát ra thần thánh quang huy, trên mặt lại lộ ra một tia tà tính. Giết người, trong lòng cửa này qua không được, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn một mực đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng hắn đi giết người chiếm lấy quân công trị, dạng này sự tình, Tiêu Phàm trong lòng gây khó dễ. Dù sao, đều là nhân tộc, đều là mạng người, dạng này giết bọn họ, hắn Tiêu Phàm cùng dị ma lại có gì khác biệt. Lão đại, chúng ta không chủ động giết người là được nha, chúng ta biến hóa hình dạng, nhìn ai muốn giết chúng ta lại phản sát không được sao. Thí thần cười nói, công tử, biện pháp này quả thật không tệ, nếu như người không có lòng tham, chắc chắn sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, nếu là đối với chúng ta xuất thủ, giết bọn họ cũng đáng đời. Quân Nhược Hoan cũng nâng hai tay đồng ý thí thần ý nghĩ. Này mặc dù xem như hấp dẫn người phạm tội, nhưng là biện pháp này cũng không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đơn thuần giết người chiếm lấy quân công trị hắn Tiêu Phàm làm không ra, nhưng là nếu có người muốn giết hắn chiếm lấy quân công trị, hắn Tiêu Phàm cũng không để ý trực tiếp phản sát. Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan biến đổi một cái hình dạng, mà thí thần vẫn như cũ duy trì người kia xúc vô hại bộ dáng. Dù sao hắn là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không ai có thể nhìn ra mánh khóe. Ba người cứ như vậy xuyên toa ở thứ 82 tầng, đáng tiếc để bọn hắn ba thất vọng là, liên tục ba ngày, cũng không đụng phải người nào. Có thể đi đến 82 tầng người, vẫn là quá ít, ba người một mặt thất vọng, hành tẩu ở một phiến giữa rừng núi. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo lợi mang từ một bên cổ lâm bên trong sông ra, xông thẳng ba người mà đến. Ba người ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Lợi mang hung hăng chém ở trên mặt đất, một đầu mấy chục trượng dài, sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện. Ngay sau đó, năm đạo thân ảnh từ bốn phía gào thét mà tới, đem Tiêu Phàm ba người vây quanh ở trung ương. Chờ nửa tháng, rốt cục có khách tới cửa, một cái thần vương cảnh trung kỳ, hai cái thần vương cảnh tiền kỳ, quân công trị hẳn là có không ít. Một đạo tiếng cười to vang lên. Lại là một cái khôi ngô nam tử mở miệng, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, tựa như gặp được mỹ vị con mồi một dạng. Ba cái tiểu tử, đem quân công bài giao ra, chúng ta có lẽ có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Một cái khác gầy gò hắc bào nhân quát lạnh nói. Chúng ta nếu là không giao đây, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Không giao, liền chết đi. Gầy gò hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm ba người vồ giết mà tới. Lão đại, rốt cục có khách tới cửa. Thí thần nhìn thấy, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm ba người nhìn xem mặt đất năm cỗ thi thể toàn bộ đều là một kích mất mạng, trên mặt vẫn như cũ lộ ra sợ hãi. Lão đại, tăng thêm bao nhiêu quân công trị? Thí thần kích động cười nói. Hơn 70 vạn, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hai cái thần vương cảnh trung kỳ, ba cái thần vương cảnh tiền kỳ, thật đúng là phế a.
dĩ nhiên chỉ có hơn 70 vạn quân công trị. Thí thần nhổ một ngụm đàm, vô cùng khó chịu. Thật vất vả đến một đơn sinh ý, dĩ nhiên chỉ có hơn 70 vạn quân công trị, thí thần tự nhiên khó chịu. Cũng không tệ, chúng ta giết 10 ngày dị ma, cũng liền hơn 10 vạn chút đây. Tiêu Phàm cười cười, bình quân xuống tới, mỗi ngày đều có hơn 10 vạn. Tiêu Phàm ngược lại là tương đối hài lòng, một ngày hơn 10 vạn, muốn là một cái tháng vậy, vậy liền là hơn 300 vạn a. Bất quá hắn cũng biết rõ, không có khả năng mỗi ngày đều có thể gặp được nhân tộc tu sĩ, liền xem như gặp, cũng chưa chắc sẽ đối bọn họ xuất thủ. Công tử, có vẻ như này quân công chỉ có thể trực tiếp cướp đoạt, không cần giết người. Quân Nhược Hoan lại là ánh mắt sáng lên. Không được, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói, vừa mới ta cũng đã thử qua, người bất tử, quân công bài bên trong cá nhân ấn ký liền không thể xóa đi, quân công chỉ cũng liền không chiếm được, Bách Sát Các đã sớm nghĩ tới điểm này, không cho phép người khác gian lận. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, nếu như có thể chủ động đem quân công trị cho hắn người, người nào dẫn người nhiều, thứ tự nhiên hàng càng cao. Nghĩ tới cái này, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây là buộc chúng ta giết người a. Bách Sát chiến trường, vốn chính là ý tứ này, để nhân tộc tu sĩ sinh ra chân chính thiên tài. Tiêu Phàm lại là sớm đã thành thói quen. Ở nơi này Bách Sát chiến trường, nhân tộc địch nhân cố nhiên là dị ma không sai, nhưng chân chính cường đại địch nhân, lại là nhân tộc tu sĩ. Người nào cũng không biết, lúc nào bản thân sẽ bị nhân tộc tu sĩ đánh lén. Tiêu Phàm dùng vô tận chi hỏa đem không sợ thi thể đốt cháy không còn một mảnh, cái gì đều không lưu lại, lúc này mới rời đi, tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Tiếp xuống nửa tháng, Tiêu Phàm ba người du tẩu cùng thứ 82 tầng, gặp được ba nhóm muốn giết bọn họ chiếm lấy quân công trị người. Tiêu Phàm ba người tự nhiên không khách khí, trực tiếp phản sát, Tiêu Phàm quân công trị cũng đi tới 1420 vạn, lần nữa đi tới một cái thứ tự, đứng hàng đệ cửu. Một tầng này không sai biệt lắm, tiếp tục hướng xuống một tầng. Tiêu Phàm ba người tìm tới thông hướng thứ 83 tầng nhập khẩu, trực tiếp rời đi. Thời gian chậm rãi xói mòn, một năm thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm ba người, cũng từ thứ 83 tầng, đã tới 89 tầng. Đồng thời, Tiêu Phàm trên người quân công trị, cũng đã đạt đến 2640 vạn, cơ hồ tăng lên gấp đôi, tấn thăng đến hạng 7. Mặc dù càng lên cao một bên, nhìn thấy nhân tộc tu sĩ càng ít, nhưng mỗi người trên thân quân công trị đều chỉ ít có mấy chục vạn. Một năm thời gian, Tiêu Phàm giết người không nhiều, cũng liền 40 người mà thôi, nhưng bọn hắn trên người quân công trị, có chừng 1.000 vạn, bình quân xuống tới, mỗi người trên thân cũng liền 25 vạn. Mặt khác quân công trị, đều là Tiêu Phàm ba người chém giết dị ma lấy được. Rốt cục có thể tiến vào 90 tầng. Quân Nhược Hoan nhìn xem trước mắt một đạo quang trụ cảm khái nói, trong cột ánh sáng có từng dãy thềm đá, hiển nhiên là thông hướng tầng tiếp theo, chỉ là cái này nhập khẩu, cùng phía trước nhập khẩu hoàn toàn khác biệt. Một năm này ma luyện, nhưng hắn cự ly thần vương cảnh hậu kỳ cũng càng ngày càng gần. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở thần vương cảnh tiền kỳ, thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc cũng không có thu hoạch gì. Ngược lại là sát lục pháp tắc. Tiêu Phàm cũng đã chạm tới đệ tam trọng ngưỡng cửa, chỉ cần một lần cơ hội, liền có thể triệt để lĩnh ngộ đệ tam trọng, chỉ là hắn vẫn như cũ áp chế bản thân. Một khi lĩnh ngộ đệ tam trọng sát lục pháp tắc, hắn tu vi cũng liền áp chế không được, nhất định sẽ đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Mặt khác, sinh tử pháp tắc ảo diệu Tiêu Phàm cũng có tân lĩnh ngộ, từ 80 tầng bắt đầu, Tiêu Phàm gặp được không ít thần vương cảnh hậu kỳ dị ma, đã trải qua mấy lần sinh tử thể nghiệm. Chỉ cần sinh tử pháp tắc lĩnh ngộ loại thứ hai ảo diệu, hoặc là đột phá đệ nhị trọng ảo diệu, đến lúc đó đem thời không pháp tắc lĩnh ngộ đệ nhị trọng ảo diệu, liền có thể vững vàng đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc một trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không có khả năng có chỗ đột phá. Huống chi, hắn còn đem thời không pháp tắc dung hợp, lĩnh ngộ ra loại thứ hai pháp tắc ảo diệu, cũng càng thêm khó khăn. Đã có người xâm nhập 93 tầng, chúng ta cũng đã tính chậm. Tiêu Phàm lại không có mừng rỡ, cũng may hắn một năm này mặc dù không có đột phá thần vương cảnh, nhưng là tự thân pháp tắc ảo diệu lại là hòa hợp quán thông. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Lấy hắn hiện tại thực lực, dù là liều mạng thần vương cảnh đỉnh phong, cũng có thể kháng ở một đoạn thời gian. Lão đại, chúng ta đi vào đi. Thí thần cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào chỗ càng sâu. Này 90 tầng, sợ không phải tốt như vậy vào. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, từ cửa này bắt đầu, mỗi một ải đều chỉ có một cái nhập khẩu thông hướng cửa ải tiếp theo. Cửa ải tiếp theo đoán chừng có không ít người ngồi chờ. Bọn họ nếu dám giết chúng ta, cùng lắm thì ta giết hết là được. Thí thần hừ lạnh một tiếng nói. Ta cũng không phải lo lắng có người đối phó chúng ta, mà là lão nhị bọn họ, có phải hay không cũng đã tiến vào 90 tầng, bách sát bảng trước 200 tên, đều không có nhìn thấy lão nhị bọn họ danh tự, tiến vào tầng tiếp theo, dù là nắm giữ huyết linh thạch, đều không thể trở về. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói. Công tử yên tâm, chúng ta cũng gặp qua thiên tinh tử, hướng Nam Thiên, Lục Thừa Phong bọn họ cũng đã tiến nhập 90 tầng. Nam Cung huynh bọn họ không có sự tình. Quân Nhược Hoan nghĩ nghĩ nói ra. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi, công tử hiện tại thế nhưng là bách sát bảng hạng 7, bọn họ khẳng định cũng có thể nhìn thấy danh tự, một khi tiến vào 90 tầng, bách sát bảng phía trên liền sẽ lộ ra đến. Này gần 2 năm thời gian, đều không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần thân ảnh, Tiêu Phàm không lo lắng mới là lạ chứ. Cũng được, Tiêu Phàm gật gật đầu. Sau đó đưa tay vung lên, ở trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Gặp qua công tử, hai người hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ, bọn họ không phải kẻ khác, chính là Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn. Hai người đi qua nửa năm dày vò, lại gặp đến Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền hai người linh hồn bị thần hỏa phần luyện, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ là Tiêu Phàm vẫn luôn đem bọn họ ném ở trong nội thiên địa mà thôi. Nhìn thấy hai người thời khắc, Quân Nhược Hoan hơi kinh hãi, đôi mắt bên trong đều là đối Tiêu Phàm bội phục ý. Kiếm Thiên Vũ, Phong Lôi Diễn, các ngươi lưu ở 89 tầng, bản thân cẩn thận một chút, nếu là bản thân cảm thấy thực lực đầy đủ, có thể tiến vào 90 tầng. Tiêu Phàm nhìn về phía hai người nói. Là, công tử, Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ chỗ nào còn dám phản kháng, hai người hiện tại mạng nhỏ còn trưởng khống ở Tiêu Phàm trong tay đây. Huống hồ. Tiêu Phàm đáp ứng bọn họ, nếu là về sau biểu hiện tốt đẹp, có thể xóa đi hai người linh hồn chỗ sâu cấm thần tỏa hồn ấn. Chúng ta đi thôi, Tiêu Phàm gật gật đầu, hướng về phía dưới thềm đá đi từng bước một đi. Thông đạo thềm đá có chút sâu thẳm cùng ẩm ướt, lộ ra một loại âm lãnh khí tức, cho người toàn thân run rẩy. Ngẫu nhiên có thể nghe được giọt nước nhỏ xuống thanh âm, chia làm thanh thúy, Tiêu Phàm ba người tiếng bước chân tận lực áp chế đến thấp nhất. Đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Công tử, này thông đạo rất quỷ dị a. Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm gật gật đầu, mặt khác nhập khẩu đều nắm giữ truyền tống công năng, mà cái này nhập khẩu, lại là một đầu chân thực thềm đá, nhưng Tiêu Phàm bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Thềm đá xoay quanh mà xuống, lờ mờ vô cùng, Tiêu Phàm ba người đi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới đến mặt đất. Cách đó không xa, một đạo màn ánh sáng trắng chợt ẩn chợt hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy màn sáng đối diện thế giới. Hiển nhiên, thông qua màn sáng này, hẳn là bách sát tháp một tầng khác. Bất quá Tiêu Phàm ba người lại phát hiện, màn sáng đối diện có từng đạo vũ khí đang phun mỏng, mười phần có tiết tấu, liền tựa như sinh vật hô hấp một dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn linh hồn chi lực muốn dò xét. Lại căn bản đầu bất quá kia màn ánh sáng trắng. Lão đại, ta đi dò đường. Thí thần xung phong nhận việc, hắn cũng là người tài cao gan lớn, thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, thật đúng là không mấy cái có thể làm gì được hắn. Cẩn thận, Tiêu Phàm gật gật đầu, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, thí thần cũng đã hóa thành một vệt sáng xuyên thấu màn sáng mà đi. Một thoáng thời gian, ở Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan mục quang bên trong. Một đạo to lớn thân ảnh từ màn sáng bên trong nâng lên, tựa như một gian nhà đồng dạng, hướng về thí thần thân ảnh vồ giết mà tới. Xuyên thấu qua màn ánh sáng trắng, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy, một trương bồn máu miệng lớn hướng về thí thần nuốt đi. Bất quá thí thần tốc độ rất nhanh, nháy mắt tránh thoát kia bồn máu miệng lớn nuốt giết, bồn máu miệng lớn cũng không từ bỏ, cao to thân thể đội đất mà lên, lần nữa hướng về thí thần đuổi theo. Đi! Tiêu Phàm không chút do dự hướng về màn ánh sáng trắng phóng đi, mặc dù thí thần thực lực cường đại,
nhưng hắn cũng không có khả năng nhường Thí Thần lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bách Sát Tháp từ 90 tầng bắt đầu, gặp gỡ nguy hiểm có thể xa xa không phải bên trên những cái kia tầng thứ có thể so sánh. Nơi này không chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong dị ma, còn có khả năng cầm tù lấy một chút đáng sợ phạm nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan hai người bỗng nhiên xuyên thấu màn sáng, toàn lực một kích hướng về kia bồn máu miệng lớn nghiền sát mà đi. Nhìn thấy kia bồn máu miệng lớn, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy một đầu hàng trăm hàng ngàn trượng dài thân thể co rút dưới đất mặt, giống như một tòa cự sơn sơn nhạc. Hắc sắc lân phiến phát ra u sâm quang trạch, hắn đỉnh đầu lại là hiện ra thanh sắc, cũng hiện ra cho người phát hàn u quang. Đế cấp thần thú, thanh thủ ba xà, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan đồng thời kêu to một tiếng, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cũng khó trách bọn họ chấn kinh, thanh thủ ba xà, thế nhưng là hàm chứa đại đế huyết mạch thần thú, nếu như trưởng thành đến đỉnh phong, hắn thực lực thế nhưng là đại đế đỉnh phong tu vi a. Từ nơi này thanh thủ ba xà thân thể đến xem, này thanh thủ ba xà coi như không phải đại đế cảnh, nhưng cự ly đại đế cảnh tuyệt đối cũng chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phàm bọn họ thân thể, ở đó to lớn đầu trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thanh thủ ba xà cũng thấy được Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan tồn tại, nó đầu quyết đoán vòng vo tới, một đôi màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ. Lập tức há mồm phun một cái, một cỗ bạch sắc phụ khí từ hắn trong miệng phun ra mà ra, hủy diệt tính khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ bao phủ mà đến. Một màn này, nhưng đem Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan dọa cho phát sợ, này thanh thủ ba xà thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng độ linh hoạt lại là dị thường kinh người. Hơn nữa, hắn trên người phát ra khí tức càng là cực kỳ cường đại, siêu việt Tiêu Phàm được chứng kiến tất cả thần vương cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như thả ở trong nhân loại tu sĩ, này thanh thủ ba xà, cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm thiên tài cấp bậc nhân vật. Bất quá, dính thần mục ánh sáng rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, đình chỉ phun ra trong miệng vũ khí. Cho ta cút ngay, cũng liền làm Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan sắp bị thanh thủ ba xà vũ khí nuốt hết thời điểm, bỗng một tiếng gầm thét truyền đến, lại là thí thần đi mà quay lại. Thí thần một cước hung hăng đá vào thanh thủ ba xà trên đầu, một trận nứt xương thanh âm vang lên, thanh thủ ba xà đầu trùng điệp hướng về một bên rơi đập mà đi, tính cả khổng lồ thân thể cũng mang theo lên. Thí thần một cước này lực đạo, cũng không phải bình thường lớn. Lão đại, vật này giao cho ta, các ngươi tránh ra chút. Thí thần phất tay, bốn phía bạch sắc phụ khí toàn bộ đều tiêu tán mà ra. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm biết rõ, bằng hắn và Quân Nhược Hoan thực lực, sợ không phải đầu này thanh thủ ba xà đối thủ, chỉ có thí thần có thể áp chế hắn. Hai người vội vàng chạy ra vũ khí bao phủ khu vực, thanh thủ ba xà phun ra vũ khí. Có cực kỳ đáng sợ độc tính cùng tính ăn mòn, một khi tiêm nhiễm, cũng là một kiện cực kỳ phiền phức sự tình. Chân trời, thí thần cùng thanh thủ ba xà điên cuồng chiến ở cùng một chỗ, đánh thiên băng địa liệt, kinh khủng tiếng vang đinh tai nhức óc. Này nhập khẩu, dĩ nhiên có thần vương cảnh đỉnh phong thanh thủ ba xà thủ hộ, tiếp xuống tầng 9, đoán chừng càng đáng sợ hơn. Quân Nhược Hoan thật sâu hít khẩu khí nói. Bằng không, hơn một năm thời gian. Những người kia cũng sẽ không dừng bước ở 9 tầng 13. Tiêu Phàm thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng nói. Hắn hơn một năm thời gian, từ 80 tầng chạy tới 90 tầng, mà những cái kia trước hết nhất tiến vào 90 tầng người, đi xa nhất cũng chỉ đến thứ 93 tầng, có thể nghĩ phía sau độ khó. Nguyên bản Tiêu Phàm còn cảm thấy bách sát chiến trường căn bản không tất yếu mười mấy 20 năm, thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm mới phát hiện, phía sau 10 tầng. Cho dù 20 năm cũng chưa hẳn có thể đi đến. Công tử, người có hay không phát hiện dị thường gì? Quân Nhược Hoan đột nhiên ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức con người hơi hơi co rụt lại, lạnh giọng nói, thanh thủ ba xà có một cái ham mê, liền là thích ngủ, một ngủ liền là mấy ngàn hơn vạn năm, nhưng hắn bây giờ lại tỉnh. Nhìn đến công tử cũng phát hiện, Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nói có hai loại khả năng. Một loại là này thanh thủ ba xà vừa lúc tỉnh, mà mặt khác một loại khả năng, liền là có người đoán chừng làm tỉnh lại thanh thủ ba xà, ta cảm thấy, loại thứ hai khả năng rất lớn. Tiêu Phàm như thế nào không biết Quân Nhược Hoan ý tứ đây, nếu quả thật là loại thứ hai khả năng,
kia rõ ràng liền là có người cố ý tính toán tiến vào 90 tầng người A. Có thể đi đến 90 tầng người, đồng dạng cũng đều là thần vương cảnh trung kỳ, nhiều nhất cũng chính là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Nếu như gặp gỡ này thần vương cảnh đỉnh phong thanh thủ ba xà, 89 phần 10 khó thoát khỏi cái chết. Nếu là không phải có thí thần ở, Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan, cũng chưa hẳn có thể ở thanh thủ ba xà miệng phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Chẳng lẽ lại là thiên tinh tử bọn họ, quân Nhược Hoan trong mắt phát lạnh nói. Loại này thủ đoạn cũng không có thể quở trách nhiều, đều muốn giảm bớt bản thân cạnh tranh đối thủ mà thôi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thản nhiên nói, người nào hại hắn, hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm, hắn hiện tại quan tâm là, thí thần đến cùng có thể hay không chiến thắng này thanh thủ ba xà. Chân trời chiến đấu dị thường thảm liệt, thí thần cùng thanh thủ ba xà đều là thần vương cảnh đỉnh phong thần thú, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là chỉ từ sau lưng bảng xếp hạng đến xem, thanh thủ ba xà tự nhiên không phải thí thần địch thủ, nhưng thí thần chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà thanh thủ ba xà, thế nhưng là uy tín lâu năm thần vương cảnh đỉnh phong, đoán chừng bị giam giữ ở trong bách sát tháp cũng có vô số tuế nguyệt, 89 phần 10 liền là bách sát tháp giam giữ phạm nhân. Hai tướng so sánh, thí thần cũng chưa chắc là thanh thủ ba xà đối thủ. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm chân trời. Dư quang lại là quét về phía bên hông quân công bài, tên hắn phía sau, quả nhiên xuất hiện một con số 90. Đây là tiến vào 90 tầng tiêu chí, những người khác khẳng định cũng sẽ phát hiện hắn tiến nhập 90 tầng. Có lẽ, không cần hắn đi cố ý tìm người phản sát, cũng có những người khác trở về tìm kiếm hắn tung tích. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là bách sát bảng bài danh hạng 7, hơn 2.000 vạn quân công trị, đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Chỉ cần diệt Tiêu Phàm, đoạt được hắn quân công trị, tiến vào ba hạng đầu là không có bất kỳ nghi vấn nào. Bách sát bảng tồn tại, cũng là biến tướng cổ vũ bọn họ những cái này thiên tài nhân vật tự tương tàn sát. Oanh, một tiếng kinh lôi nổ vang đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, chỉ thấy thanh thủ ba xà cực đại đầu hung hăng đập trên mặt đất, thân hình khổng lồ hoạt động hơn mấy trượng mới dừng lại. Nhìn đến vẫn là thí thần hơi thắng một bậc, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng. Trong lòng đại thạch cũng rốt cục để xuống. Nhân tộc run rế, bản đế muốn giết ngươi. Thanh thủ ba xà nổi giận, hắn đường đường đế cấp huyết mạch thần thú, lại bị một cái nhân loại thiếu niên đè lên đánh, này khiến nó như thế nào không giận đây. Bò sát nhỏ, cho tiểu gia im miệng, thí thần hầm hầm giận dữ, thân hình bỗng một trận biến hóa, biến thành một tôn mấy trăm trượng lớn bản thể. Thí thần thân hình khổng lồ giống như một tòa tiểu sơn đồng dạng. Cả người đen như mực, còn phát ra nhàn nhạt kim quang, thần thánh đến cực điểm. Nó không cho thanh thủ ba xà cơ hội, to lớn móng vuốt hung hăng hướng về thanh thủ ba xà giận đập mà xuống. Thí thần tổ thú, thanh thủ ba xà vừa định phản kháng, có thể cảm nhận được thí thần trên người bá đạo khí tức, vội vàng ngừng thân hình, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thanh thủ ba xà ở trên thần thú bảng xếp hạng, vẻn vẹn bài danh đệ thất 181 tên. Mà thí thần bây giờ thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 tên, cả hai chênh lệch hoàn toàn là một ngày đầy đất. Thí thần trên người bá đạo khí tức, liền có thể ép tới thanh thủ ba xà không thở nổi. Tha mạng, mắt thấy thí thần móng vuốt sắp rơi xuống, thanh thủ ba xà trong mắt lộ ra hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Dám mắng tiểu gia dựa vào cái gì tha cho ngươi? Thí thần phẫn nộ vô cùng, một chảo này vỗ xuống. Đoán chừng thanh thủ ba xà đầu trực tiếp liền sẽ nổ tung. Thanh thủ ba xà trong mắt lộ ra tuyệt vọng, cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng mà, lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, thí thần, dừng tay. Lại là Tiêu Phàm thanh âm, Tiêu Phàm bỗng đạp không mà lên, bỗng nhiên xuất hiện ở bên người thí thần. Lão đại, giết làm cho ngươi canh rắn. Thí thần vẫn như cũ sát khí bừng bừng, căn bản không có buông tha thanh thủ ba xà dự định. Nếu như không phải Tiêu Phàm gọi lại, vừa mới một chảo đã đem thanh thủ ba xà cho đánh tan nát. Không muốn bạo lực như vậy, Tiêu Phàm khoát khoát tay, lập tức nhìn về phía dưới thanh thủ ba xà nói, tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng không nên tiếp tục động thủ. Tốt, thanh thủ ba xà vội vàng gật gật đầu, lúc này, hắn chỗ nào còn dám phản kháng. Thật vất vả từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, chính hắn không dám tiếp tục tự tìm cái chết. Thí thần nhìn thấy,
lần nữa biến thành hình người, một mặt khó chịu nhìn xem Thanh Thủ Ba Xà nói, lão đại, tha nó làm cái gì? Nó cũng không phải dị ma, giết nó lại có tác dụng gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Nếu như là một đầu thần vương cảnh đỉnh phong dị ma, giết còn có thể lấy được mười mấy cái quân công trị, có thể này Thanh Thủ Ba Xà, rõ ràng là thú tộc, giết hắn cũng liền lấy được một mai thần cách mà thôi. Đương nhiên, thịt rắn này xác thực cũng là tinh hoa, đối thể thu tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Nhưng là, Tiêu Phàm lại cảm thấy, một đầu chết đi thần vương cảnh, tuyệt đối không có sống sót thần vương cảnh giá trị cực lớn. Thanh Thủ Ba Xà cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm bọn họ, sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới giết nó. Ngươi có thể biến ảo hình người a? Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới Thanh Thủ Ba Xà nói, trong lòng của hắn vẫn là bội phục này Thanh Thủ Ba Xà. Nó mặc dù cũng sợ chết, nhưng cũng không có lộ ra chân chính sợ hãi, vẫn như cũ duy trì bản thân phong độ. Có thể, Thanh Thủ Ba Xà ngược lại cũng trực tiếp, thân hình lóe lên, thân hình khổng lồ biến mất, biến thành một người mặc hắc bào thanh niên bộ dáng. Chỉ là tóc hắn lại là lục sắc, hơn nữa mọc ra một đôi xà nhãn, nhìn qua cực kỳ quái dị, xâm nhiên. Ba thần gặp qua mấy vị. Thanh Thủ Ba Xà hướng về phía Tiêu Phàm cùng thí thần hơi hơi thi lễ nói, hơn chỉ nhìn thí thần, sợ thí thần giận dữ phía dưới trực tiếp giết hắn. Còn ba thần, tiểu ba còn không sai biệt lắm, thí thần bĩu môi, một mặt khó chịu nói. Ngươi kêu thí thần, hắn gọi ba thần, ngược lại là rất khéo. Tiêu Phàm lại là mỉm cười, nói, ba thần đúng không, ta nhớ kỹ các ngươi Thanh Thủ Ba Xà nhất tộc, đồng dạng đều là cực kỳ thích ngủ, làm sao ngươi đột nhiên tỉnh lại đây. Ba thần do dự lúc này, nói, là mấy người tộc người đem ta làm tỉnh lại, làm ta muốn giết bọn họ thời điểm, bọn họ liền tách ra chạy. Những người kia dài bộ dáng gì? Tiêu Phàm cau mày nói, quả nhiên như Quân Nhược Hoan đoán nghĩ đến dạng. Ba xà cũng không do dự, phất tay, mấy đạo thần lực ngưng tụ thân ảnh hiện lên ở Tiêu Phàm bọn họ trước mặt. Quả nhiên là Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, Lục Thừa Phong cùng Lục Thừa Vân bọn họ. Quân Nhược Hoan đi tới gần, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ tất nhiên tiến nhập 90 tầng, làm sao Bách Sát Bảng không nhìn thấy bọn họ danh tự đây? Thí thần nghi ngờ nói. Bách Sát Bảng phía trên chỉ có 200 danh tự, bọn họ nếu như không có tiến vào Bách Sát Bảng trước 200 tên, tự nhiên không có bọn họ danh tự. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hôm nay tinh tử bọn họ mấy người, thật đúng là âm hiểm. Cố ý đem ba thần làm tỉnh lại, muốn hãm hại bọn họ. Còn tốt thí thần một mực ẩn giấu đi thực lực, cũng không có bại lộ ra chân chính lực lượng, bằng không lần này thật đúng là khả năng cắm ở chỗ này. Thật lâu, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lần nữa nhìn về phía ba thần nói, ngươi là như thế nào xuất hiện ở đây? Hay là nói, ngươi chỉ là phạm nhân, là bị sát lục huyết tháp chủ nhân giam giữ ở chỗ này? Ta không phải phạm nhân. Ba thần ánh mắt chớp lên, vội vàng giải thích nói, ta là một tầng này thủ hộ thần thú, là chủ nhân để cho ta ở một tầng này dưỡng thương, thuận tiện trấn thủ ở chỗ này. Chủ nhân, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cũng khó trách hắn kinh ngạc, này Bách Sát Tháp chủ nhân, dĩ nhiên cũng là này ba thần chủ nhân. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn tin tưởng ba thần mà nói, trầm ngâm lúc này, hắn ánh mắt bỗng sáng lên, lại hỏi nói, ngươi có thể nhận biết Hùng Lân. Hùng Lân, cái kia nhát như chuột đồ vật, thua thiệt hắn là chủ nhân đồ đệ, đơn giản liền là ném chủ nhân mặt. Ba thần phẫn hận nói, nhãn thần bên trong đều là khinh thường ý. Tiêu Phàm lúc này mới tin tưởng ba thần thân phận, Hùng Lân Sư Tôn là giết chóc huyết hắn chủ nhân, tất nhiên ba thần cũng xưng hô Hùng Lân Sư Tôn là chủ nhân, muốn đến nhất định là nhận biết Hùng Lân. Nếu như ba thần nói không quen biết, Tiêu Phàm vậy cũng không ngại đem nó cho giết. Nếu là ba thần biết rõ bản thân một câu cứu được bản thân một mạng, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Ta nghe người ta nói, này sát lục huyết tháp trung quan áp lấy một chút phạm nhân, những cái kia phạm nhân đây. Tiêu Phàm lại nói, hắn sợ ba thần không biết Bách Sát Tháp cái này xưng hô, nên trực tiếp gọi sát lục huyết tháp. Đều đi qua vô số tuế nguyệt, trên cơ bản cũng đã chết rồi, khả năng chỉ có cuối cùng mấy tầng còn có sống sót. Dù sao, đại đế cảnh nhục thân cơ hồ là bất tử bất diệt. Ba thần suy nghĩ một chút nói. Chiếu ngươi ý tứ, sát lục huyết tháp, còn có đại đế cảnh tồn tại.
Tiêu Phàm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Đừng nói tồn tại đại đế cảnh cường giả, liền là một nhóm thần vương cảnh đỉnh phong, hắn Tiêu Phàm mấy người cũng không phải đối thủ a. Hắn cố nhiên có thể cùng thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến, thí thần cùng bạch ma cũng có thể đối phó một hai cái, nhưng đối mặt đại đế, đó là tuyệt đối không hy vọng. Bọn họ chỉ là không chết mà thôi, nhưng thực lực nhiều nhất cũng liền thần vương cảnh đỉnh phong. Ba thần lắc lắc đầu nói, sát lục huyết tháp bên trong có chủ nhân ý chí, không có người thực lực có thể siêu việt thần vương cảnh. Cho dù là ta, chiếu ngươi ý tứ, rời đi sát lục huyết tháp, ngươi liền có thể siêu việt thần vương cảnh dường như. Thí thần khinh bỉ nói, chủ nhân để cho ta trấn thủ sát lục huyết tháp, ta không cách nào rời đi. Ba thần lắc lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu là rời đi mà nói, ta xác thực có thể khôi phục đại đế cảnh tu vi. A, à, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Đại đế cảnh a, nếu như có thể đem này ba thần làm ra ngoài, nhường hắn thiếu bản thân một cái nhân tình, kia bách sát chiến trường sau đó đối mặt mấy đại đế vực, hắn cũng chưa hẳn e ngại a. Bất quá điều kiện tiên quyết là, này ba thần muốn bản thân nguyện ý rời đi, hơn nữa còn phải có biện pháp đem hắn làm ra sát lục huyết tháp. Ngươi như thế nào mới có thể rời đi sát lục huyết tháp? Tiêu Phàm trực tiếp đoạn hỏi. Ta sẽ không rời đi, chủ nhân để cho ta trấn thủ nơi này, trừ phi chủ nhân để cho ta rời đi. Ba thần lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Ngươi chủ nhân rời đi chí ít cũng có mấy chục vạn năm a, cũng không biết hắn phải chăng còn sống. Tiêu Phàm có chút thất vọng nói. Không, chủ nhân nhất định còn sống, có thể giết chết hắn người, phóng tầm mắt thái cổ thần giới, cũng không có mấy cái. Ba thần mười phần khẳng định nói, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia yêu thương. Thật lớn khẩu khí, thái cổ thần giới lớn như vậy, ai dám nói dạng này khoác lác. Thí thần một mặt khinh thường nói. Ba thần phẫn nộ nhìn xem thí thần nói, ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng quyết không cho phép ngươi xem thường chủ nhân. Ngươi mặc dù là thí thần tổ thú, nhưng coi như ngươi trưởng thành, cũng chưa chắc là chủ nhân đối thủ. Hơn nữa, cho dù là ngươi tiên tổ, nhìn thấy chủ nhân, cũng phải lễ nhượng ba phần. Ngươi, thí thần càng thêm khó chịu, hắn đường đường thần thú bảng xếp hạng thứ 16 tồn tại, trưởng thành đến đỉnh phong, tuyệt đối là quát tháo thái cổ thần giới cự phách, có thể nào nhường một đầu thanh thủ ba xà xem thường. Tốt thí thần, Tiêu Phàm ngăn trở thí thần cùng ba thần miệng lưỡi chi tranh, nói, ba thần, có phải hay không tầng tiếp theo, cũng có thần thú trấn thủ giả nhập khẩu a? Hồi bẩm đại nhân, mỗi một tầng đều có thần thú trấn thủ, hơn nữa mặt khác huynh đệ tỉ muội thực lực đều so với ta mạnh hơn. Ba thần gật gật đầu nói. Ngươi làm gì gọi ta đại nhân? Tiêu Phàm mặt lộ kinh ngạc. Này ba thần cũng là ngạo khí hạng người, liền thí thần đều không làm sao để ở trong mắt, ngược lại đối bản thân mười phần khách khí, đây cũng quá cổ quái. Đại nhân trên người chảy cùng chủ nhân giống nhau huyết mạch khí tức, ta tự nhiên muốn tôn xưng ngài vì đại nhân. Ba thần không hề nghĩ ngợi liền nói. A, à, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chẳng lẽ ba thần trong miệng huyết mạch khí tức là tu la huyết mạch? Không đúng, bản thân bây giờ vô tận chiến huyết đã cùng tu la huyết mạch có trên bản chất bất đồng, cho dù thần vô tâm tu la huyết mạch đều so với hắn muốn thuần túy. Ngươi nói là tu la huyết mạch a? Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi, nhiều năm như vậy, hẳn là có không ít tu la tộc nhân tiến đến mới đúng a? Không phải tu la huyết mạch, mà là vô tận chiến huyết. Ba thần lắc lắc đầu, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Lần này Tiêu Phàm thật kinh ngạc, vô tận chiến huyết, vẻn vẹn chỉ là chính hắn tùy ý lấy một cái tên mà thôi, này ba thần làm sao biết rõ. Hay là nói, hắn sư tôn thần vô tận lúc ấy cô đọng 100 loại thần cấp huyết mạch liền xưng là vô tận chiến huyết. Nhưng là, hắn nhớ kỹ thần vô tận nói qua, này vô tận huyết mạch, là chính hắn cô đọng một loại không tồn tại huyết mạch a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu tràn ngập vô số nghi hoặc, hắn phát hiện, sự tình có vẻ như không phải bản thân ngẫm lại như thế đơn giản. Nếu không liền là này ba thần ở loạn miệng nói lung tung, nếu không liền là hắn sư tôn thần vô tận năm đó nói láo lửa hắn. Muốn đến ngươi hẳn là tu luyện tu la tộc chí cao thần cầm vô tận chiến điển a, toàn bộ tu la tộc, cũng chỉ có tu la tử mới có tư cách tu luyện một bộ này chí cao thần cầm. Ba thần lại nói ra. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là kính sợ. Tu la tử là có ý tứ gì? Tiêu Phàm cau mày nói,
hắn từng nghe Long Đằng Phủ lão tổ Long Huyết Vân cũng nói qua Tu La Tử mấy chữ này. Hiện tại nhìn đến, mấy chữ này thật đúng là không phải bình thường có phân lượng. Nói chung, một cái thế lực chí cao công pháp, đều chỉ có người thừa kế mới có thể tu luyện. Hiện tại ba thần nói, Vô Tận Chiến Điển bộ này Tu La tộc chí cao thần cầm, chỉ có Tu La Tử mới có thể tu luyện, Tu La Tử địa vị cũng đã không cần nói cũng biết. Công tử, cái này ta nghe nói qua. Một bên Trầm Mặc Quân Nhược Hoan đột nhiên mở miệng nói, Tu La Tử, cũng xưng là Tu La Thần Tiểu Tử, chính là Tu La tộc tuyệt thế thiên tài. Tu La tộc hết thảy sẽ có sinh ra cửu đại Tu La Tiểu Tử, Tu La Tử ở giữa sẽ có một trận tranh đấu, cuối cùng quyết chiến ra chân chính đệ nhất Tu La Tử, có thể kế thừa Tu La tộc tộc trưởng chi vị. Đánh giám, Quân Nhược Hoan thoại âm vừa dứt, một tiếng quát lớn liền vang lên, lại là nhìn thấy ba thần phẫn nộ nói, Tu La Tử là duy nhất. Chính là Vô Tận Chiến Điển tuyển ra đến, cũng không phải Tu La tộc bản thân đề cử. Hơn nữa, chỉ có Tu La tộc trưởng chết rồi, mới có thể sinh ra tân Tu La Tử. Chủ nhân đã từng liền là Tu La tộc Tu La Tử, hơn nữa Tu La tộc nhất định phải lấy tân Tu La Tử vi tôn, bọn họ những người kia cũng xứng xưng là Tu La Tử. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan giống như sét đánh đồng dạng, Quân Nhược Hoan ánh mắt càng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ba thần xưng Tiêu Phàm là Tu La Tử, đây chẳng phải là nói, Tiêu Phàm liền là Tu La tộc trưởng khống giả. Thật lâu, Tiêu Phàm mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, hắn rốt cục biết rõ tại sao ba thần tại sao lộ ra vẻ đau thương. Nếu như hắn Tiêu Phàm là Tu La Tử mà nói, chẳng phải là đại biểu ba thần chủ nhân đã chết. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, sát lục huyết tháp chủ nhân biết bao cường đại, dĩ nhiên đã chết. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang một dạng. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận ngươi là tân Tu La Tử, nhưng ngươi trên người huyết mạch khí tức, tuyệt đối không phải giả. Ba thần lại nói, trên mặt đều là vẻ đau thương. Mặc dù hắn không tin bản thân chủ nhân đã chết, nhưng Tiêu Phàm trên người khí tức không phải giả, đây là không cải biến được sự thật. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn phát hiện sự tình có vẻ như vượt quá hắn dự liệu. Bản thân làm sao vô duyên vô cớ trở thành Tu La tộc Tu La Tử đây? Nếu như ba thần lời nói là thật, vậy mình chẳng phải là Tu La tộc tộc trưởng, toàn bộ Tu La tộc đều phải từ chính mình trưởng khống. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới thở dài một hơi, bản thân chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi, huyết u cổ vực có thể cùng các đại đế vực bình khởi bình tọa, đủ để chứng minh Tu La tộc thực lực cường đại đến mức nào. Coi như Tu La tộc nhân biết rõ hắn thân phận, đoán chừng cũng sẽ không tán thành, dù sao đã qua nhiều năm như vậy. Nhìn đến, Tu La tộc quy củ, đoán chừng cũng chậm chậm ma diệt ở dòng sông lịch sử. Quân Nhược Hoan thở dài một hơi nói. Hắn biết rõ Tu La tộc, cùng ba thần trong miệng Tu La tộc cũng đã hoàn toàn khác biệt, Tiêu Phàm cái này Tu La tử thân phận, đối với hắn tới nói cũng không biết là phúc hay họa. Các ngươi đi thôi, ba thần cả người cũng cô đơn không ít, ngủ say vô số tuế nguyệt. Trấn thủ ở nơi này sát lục huyết tháp, cuối cùng lại chờ đến dạng này kết quả. Thoại âm rơi xuống, ba thần thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành bản thể, cực đại thân rắn lần nữa rơi vào nhập khẩu vị trí. Tiểu ba, ta lão đại nếu là Tu La tử, vậy cũng hẳn là ngươi tân chủ nhân mới đúng a, ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Thí thần khó chịu nhìn xem ba thần nói. Chủ nhân sẽ không chết, ba thần đạm mạc thanh âm vang lên. Chúng ta đi thôi, nhìn thấy thí thần còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo thí thần, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ba thần lười biếng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng, thật lâu thất thần, hồi lâu mới nói, tân Tu La tử xuất thế, thái cổ thần giới loạn thế lại muốn tới sao? Chủ nhân, người phải chăng còn sống? Ba thần thật sâu thở dài một hơi, lạnh lẽo con ngươi lần nữa nhìn chằm chằm nhập khẩu vị trí, thời gian dường như đứng im ở thời khắc này. Lão đại, này bò sát nhỏ quá ngông cuồng, nếu như không phải cố ý cùng ngươi dựng quan hệ, ta không phải là phải diệt hắn không thể. Thí thần vẫn như cũ có chút không phục nói. Ta ngược lại không cảm thấy hắn cố ý đang gạt chúng ta. Quân Nhược Hoan tay phải nâng cằm lên nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, hắn nói hẳn là thật, nếu không qua nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có Tu La tộc người tiến vào, nếu là Tu La tộc biết rõ bí mật này. Cũng không chỉ có thần vô tâm tiến vào bách sát chiến trường. Công tử, người cái này Tu La tử thân phận,
Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm thân phận này, địa vị cũng không phải bình thường lớn. Hiệu lệnh toàn bộ Tu La tộc A, đây chính là hoàn toàn có thể cùng đế vực cùng nhau chống lại lực lượng. Một khi Tiêu Phàm trở thành Tu La tộc tộc trưởng, Vạn La đế vực cũng căn bản không cần để ở trong mắt. Việc này tạm thời đặt ở một bên, không muốn khiến người khác biết rõ, thân phận này, đối với ta tới nói, chưa hẳn là một kiện chuyện tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nói đến cùng, vẫn là hắn thực lực quá thấp, nếu như là đại đế cảnh, hắn cũng chưa hẳn như thế sợ hãi rụt rè. Bây giờ đắc tội địa vực không ít, liền đế vực đều có mấy cái, Tiêu Phàm cũng không muốn đi gây Tu La tộc cái này đại phiền phức. Công tử nói không sai, này huyết u cổ vực không đơn giản, tạm thời vẫn là ẩn tàng thân phận tốt, dù sao, Tu La tộc nội tình quá thâm hậu. Quân Nhược Hoan cũng trịnh trọng gật gật đầu nói. Việc này nát ở trong lòng, chúng ta trước ở đây một tầng lịch luyện một phen, sau đó tiếp tục xâm nhập. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, trong lòng lại bổ sung một câu, người thật chết sao? Đối với Tu La tử thân phận, Tiêu Phàm đành phải chôn giấu ở trong lòng. Nguyên bản hắn chuẩn bị tiến về huyết u cổ vực kế hoạch, cũng chỉ có thể vô hạn kéo dài thời hạn. Nếu là bị Tu La tộc nhân nhận ra thân phận, Tu La tộc có thể ủng hộ hắn còn tốt, nếu như không cầm giữ bảo hộ, vậy hắn đoán chừng liền muốn tiến vào đường chạy trốn. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm ba người ở một nơi cổ lâm bên trong ngừng lại, chém giết mấy ngày, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan hai người y phục rách mướp, trên người lây dính không ít máu tươi. 90 tầng. Thần vương cảnh hậu kỳ dị ma cũng đã đâu đâu cũng có, cho dù là Tiêu Phàm cũng có chút đỉnh không được, bất quá, cái này đối Tiêu Phàm tới nói, chỗ tốt cũng là vô cùng. Hắn sinh tử pháp tắc ảo diệu, đã có lĩnh ngộ, lần này, hẳn là có thể tranh thủ nhất cử đột phá đệ nhị trọng ảo diệu. Thí thần, ta và Nhược Hoan bế quan, làm phiền ngươi. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền quay người hướng vừa mới mở ra động phủ bên trong đi đến. 90 tầng pháp tắc chi lực cực kỳ nồng đậm, đối với tu luyện tới nói, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lão đại yên tâm, có ta ở đây, cam đoan một con muỗi cũng bay không đi qua. Thí thần vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Oanh một tiếng, động phủ cửa đá quan bế, cổ lâm bên trong biến yên tĩnh vô cùng, thí thần nằm cửa đá phía trước, đề phòng nhìn xem tứ phương. Giờ phút này, một chỗ khác rừng rậm, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Mỗi người trên thân đều phát ra u lãnh khí tức. Rừng rậm trung ương nhất, có năm đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, nếu như Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra những người này đến, chính là Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, Lục Thừa Phong Lục Thừa Vân huynh đệ, cùng một cái khác Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân bó chặt hắc bào, mang theo một cái mặt nạ, nhìn không rõ là nam hay là nữ, bất quá hắn trên người khí tức 10 phần đáng sợ. Dĩ nhiên không kém gì ở đây bất cứ người nào, thậm chí càng mạnh. Thiên huynh quả nhiên lợi hại, liền Hoàng Tuyền Bích Lạc thiên tài đều có thể mời đến, lần này Kiếm Hồng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Hướng Nam Thiên cười lạnh nói, ta chỉ phụ trách giết người. Hắc bào nhân ngữ khí băng lãnh, cũng không có đem Hướng Nam Thiên để ở trong mắt. Hướng Nam Thiên nhíu mày, 10 phần khó chịu hắc bào nhân thái độ. Trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tuyền Bích Lạc sát thủ lại như thế nào, dám cho ta nhan sắc, ta đồng dạng dám giết ngươi. Tốt, tất cả mọi người chỉ có cùng một cái mục tiêu, hòa khí một điểm. Thiên Tinh Tử hòa giải nói, Kiếm Hồng Trần thật đúng là tốt số, dĩ nhiên có thể từ thanh thủ ba xà răng nanh phía dưới sống sót, lần này chúng ta nhất định muốn kế hoạch chu toàn. Không phải Kiếm Hồng Trần tốt số, mà là bên cạnh hắn có thần vương cảnh hậu kỳ tiểu tử. Thực lực cực kỳ cường đại. Bạch bào Lục Thừa Vân khinh thường nói, chỉ cần giải quyết kia nhóc mũ rơm, chúng ta giết hắn giống như giết chó. Tốt nhất đừng khinh thường Kiếm Hồng Trần, người này nếu là dễ giết như vậy, ta và Hướng Nam Thiên đã sớm giết chết hắn. Thiên Tinh Tử thần sắc ngưng trọng nói, một bộ bạch bào phiêu động, rất có mấy phần siêu nhiên khí chất. Lập tức hắn lại nhìn về phía hắc bào sát thủ nói, cái kia nhóc mũ rơm, liền giao cho ngươi, chỉ cần giết hắn. Kiếm Hồng Trần chúng ta có nắm chắc cầm xuống. Hắc bào nhân chỉ là hờ hững gật gật đầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói một chữ. Tất nhiên như thế, vậy liền dựa theo kế hoạch chúng ta hành động, vừa mới người chúng ta báo lại, Kiếm Hồng Trần cũng đã bế quan. Thiên Tinh Tử híp hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Tiêu Phàm nơi bế quan. Đều 3 ngày, lão đại tại sao còn không xuất quan a? Thí thần nằm Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan bế quan cửa đá bên ngoài, trong miệng ngậm một cây cỏ non, một mặt buồn bực nhìn xem thiên không. Hắn vốn liền là một cái chơi vui tính tình, nhưng hắn cả ngày không có việc gì, vậy còn thực sự là khó cho hắn. Không phải sao, nhưng hắn thay Tiêu Phàm bọn họ hộ pháp, 2-3 ngày liền cảm thấy phiền não. Cũng khó trách thí thần như thế, thân làm thần thú bảng xếp hạng thứ 16 thần thú, hắn căn bản không cần tu luyện, cũng có thể đột phá. Một là thôn vệ mặt khác năng lượng đặc thù, có thể làm cho hắn tu vi không ngừng tiến bộ. Hai là theo lấy tuổi tác trưởng thành, hắn cũng tự nhiên sẽ trưởng thành, một khi trưởng thành, hắn thực lực cũng sẽ đi đến đỉnh phong, đây chính là thần thú ưu thế. Nếu không, ra ngoài chơi đùa, thí thần âm thầm trầm ngâm nói, bỗng nhiên đứng dậy, không được, lão đại ở nơi này bế quan, một phần vạn có dị ma đến quấy nhiễu, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới cái này, thí thần lại chuẩn bị nằm xuống, chỉ là cái mông vừa mới chạm đất, hắn lại đứng lên. Dù sao nơi đây cũng 10 phần ẩn nấp, trong thời gian ngắn cũng không có dị ma đến, ta liền chơi một canh giờ, không, chơi một chén trà thời gian, thành, cứ như vậy xử lý. Thoại âm rơi xuống, thí thần liền hướng lấy nơi xa cổ lâm bên trong bỏ chạy, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Kia danh con cuối cùng đã đi, hại chúng ta đợi lâu 3 ngày thời gian. Thí thần vừa mới rời đi, mấy đạo thân ảnh liền lách mình xuất hiện ở trước mặt động phủ. Chính là thiên tinh tử một nhóm. 3 ngày thời gian không lâu lắm, vừa vặn để cho chúng ta bố trí một cái đại trận, lần này, kiếm hồng trần tất nhiên chắp cánh khó thoát. Lục Thừa Vân cười lạnh nói. Một bên hắc bào thanh niên Lục Thừa Phong thần sắc đạm mạc, ánh mắt nhìn chằm chặp động phủ cửa đá, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ngưng trọng. Kiếm hồng trần quả nhiên là đang bế quan, tất nhiên như thế, chúng ta lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào. Nhưng hắn đến chết đều không biết rõ mình là như thế nào chết. Hướng Nam Thiên trên mặt lộ ra ngoan sắc. Lục Thừa Phong, trận pháp do ngươi đến phá vỡ. Thiên tinh tử bắt đầu ra lệnh, lại nhìn về phía Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nói, ngươi tiềm phục ở bên ngoài, thời khắc chú ý kia nhóc mũ rơm động tính. Mặt khác, nếu là kiếm hồng trần thừa cơ thoát đi, ngươi liền cho hắn chí mạng một kích. Tốt, hai người gật gật đầu, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Không thể không nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ ẩn tàng khí tức thủ đoạn, xác thực không phải bình thường lợi hại. Hắc bào thanh niên Lục Thừa Phong đi tới cửa đá phía trước, chậm rãi vươn ra tay phải bàn tay, hướng về cửa đá tìm kiếm. Ong ong một đạo nhàn nhạt màn sáng nở rộ, hóa thành từng đạo thần văn lưu chuyển, hóa thành một cỗ to lớn lực cản ngăn cản Lục Thừa Phong tới gần. Lục Thừa Phong không cẩn thận liền bị cỗ kia lực lượng đẩy lui mấy bước. Lại là một vương giai trung cấp trận pháp, Lục Thừa Phong hơi hơi ngoài ý muốn nói, kiếm hồng trần thật đúng là không phải bình thường cẩn thận, có một cái thần vương cảnh hậu kỳ cấp dưới hộ pháp, vậy mà còn bố trí như thế cường đại trận pháp. Lão đại, ngươi không phải vương giai cao cấp trận pháp sư sao? Phá vỡ này trận pháp hẳn là không khó a. Một bên Lục Thừa Vân cười nhạt nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Tự nhiên không khó, 10 cái hô hấp thời gian liền có thể làm được, chờ cái kia thằng danh con trở về, kiếm hồng trần đã chết. Lục Thừa Phong cười nói. Hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên, một bộ có chút đắc ý bộ dáng. Thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên hai người như thế nào không biết Lục Thừa Phong hai huynh đệ ở cố ý thổi phồng bản thân đây, bất quá chỉ cần có thể giết chết kiếm hồng trần, hai người cũng liền nhịn. 10 hơi sau đó, màn sáng rung động nhẹ nhẹ, cửa đá phía trước thần văn toàn bộ đều tiêu phàm mà ra. Mở ra, Lục Thừa Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt lóe qua một vòng ánh sáng. Xông đi vào làm thịt hắn, Lục Thừa Vân có chút hưng phấn nói, trực tiếp liền chuẩn bị đẩy ra cửa đá, xông đi vào giết tiêu phàm. Bất quá, không chờ hắn đẩy ra cửa đá, Lục Thừa Phong liền tóm lấy bả vai hắn, cười nhìn xem thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên nói. Hai vị, trận pháp ta cũng đã giải khai, hiện tại sẽ đến phiên hai người các ngươi ra điểm lực a. Lục Thừa Vân nghe được Lục Thừa Phong lời nói, ánh mắt sáng lên, hắn không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ hắn đại ca Lục Thừa Phong ý tứ. Nếu như bên trong còn có nguy hiểm mà nói, bản thân hai huynh đệ liền không cần đối mặt.
hướng Nam Thiên cùng Thiên Tinh Tử hai người nhìn nhau một cái, người nào cũng không có chủ động mở miệng. Như thế kéo xuống dưới không phải biện pháp, đi vào chung, bên trong có hai người, vừa vặn mỗi người giải quyết một cái, cuối cùng hướng Nam Thiên mở miệng nói. Có thể, Thiên Tinh Tử cũng gật gật đầu, hắn đối Tiêu Phàm cũng có chút phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Ầm vang, Lục Thừa Phong đẩy ra cửa đá, liền mang theo Lục Thừa Vân hướng phía sau lùi mấy bước, nhìn chằm chằm cửa đá. Nhưng mà nhường mấy người kinh ngạc là, cửa đá phía sau, cũng không phải một gian thạch thất, mà là một đầu thông đạo bên trong vẫn như cũ lập lòe quang mang, hiển nhiên vẫn như cũ còn có trận pháp. Nha, này Kiếm Hồng Trần cũng quá cẩn thận a, dĩ nhiên làm nhiều như vậy trận pháp. Lục Thừa Vân trực tiếp mở miệng nổi giận mắng. Không phải liền là lần bế quan mà thôi a, làm sao làm chỗ lớn như vậy chiến trận. Thừa Phong huynh, tới phiên ngươi. Hướng Nam Thiên nhếch miệng cười nói, không cần xông đi vào, đó là tự nhiên không thể tốt hơn. Này thông đạo bên trong có ba cái vương giai cao cấp trận pháp, đoán chừng muốn tìm chút thời gian. Lục Thừa Phong gật gật đầu, lần nữa đi vào thông đạo. Không thể không nói, Lục Thừa Phong ở trận pháp phương diện tạo nghệ xác thực rất khủng bố. Ba cái vương giai trận pháp, dĩ nhiên nhường hắn ở 30 cái hô hấp bên trong liền giải khai. Nhưng mà nhường mấy người mắt trợn tròn là, thông đạo lại vòng vo mấy vòng, chuyển biến địa phương, vẫn như cũ còn có trận pháp. Nãi nãi, này Kiếm Hồng Trần, không chơi chết hắn, ta liền không tin Lục. Lục Thừa Phong đều không nhịn được tuôn ra nói tục, có thể nghĩ trong lòng của hắn phẫn nộ. Lục Thừa Phong có thể nói là quá quan trảm tướng. Liên tục phá vỡ mười mấy trận pháp, đi sâu vào mấy chục mét, lúc này mới mang theo hướng Nam Thiên, Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Vân ở một tòa thạch thất bên ngoài ngừng lại. Bốn người trên người sát ý sớm đã nhảy lên tới cực điểm, tùy thời đều chuẩn bị bộc phát, đêm này sát ý cùng phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Ta đi vào làm thịt hắn, hướng Nam Thiên tức giận hừ một tiếng, liền chuẩn bị công kích thạch thất. Chờ chút, trên tường có chữ viết, đột nhiên. Thiên Tinh Tử gọi lại hướng Nam Thiên, nhìn về phía một bên vách tường, từng chữ nhắc tới nói, người xông vào, nơi đây chính là các ngươi nơi chôn xương. Mấy người đầu tiên là một trận cười lạnh, lập tức bỗng nhiên một cái lộp bộp, Kiếm Hồng Trần làm sao biết rõ có người sẽ xông tới. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết? Không có khả năng, này nhất định là Kiếm Hồng Trần hù dọa quấy rầy hắn bế quan người mà thôi. Bên này trên tường cũng có chữ, Lục Thừa Vân cũng kêu lên. Lập tức cũng niệm đi ra nói, các ngươi tin hay không? Thiên Tinh Tử, hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Phong khóe miệng có chút co lại, trong lòng cũng có chút trù trừ lên. Cái này hắn nha, là tin, hay là không tin đây? Đến cùng tin hay không? Thiên Tinh Tử bốn người trù trừ, trong lòng sát ý thật giống như bị rót một chậu lạnh nước một dạng, nháy mắt lạnh đến cực điểm, bất quá cỗ kia lửa giận lại là càng ngày càng mãnh liệt. Cũng đã đến nơi này. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Lục Thừa Vân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bốn người, chẳng lẽ liên thủ còn giết không chết hai cái bế quan người sao? Không sai, Kiếm Hồng Trần ở nơi này thạch thất, chúng ta chỉ cần đi vào, liền có thể giết hắn. Hướng Nam Thiên cũng gật gật đầu nói, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, không muốn Tiêu Phàm sống lâu một cái hô hấp thời gian. Một phần vạn hắn nói là thật đây. Lục Thừa Phong nhíu mày, một đường đi tới. Hắn phá mất trận pháp làm sao đều có mười mấy. Một cái bế quan đều như thế cẩn thận người, làm sao có thể cho hắn người đánh lén cơ hội đây? Không có khả năng là thật, Kiếm Hồng Trần còn làm không được miểu sát chúng ta cấp độ, giết không chết hắn, chúng ta muốn chạy trốn, ai cũng cản không được. Lục Thừa Vân trầm giọng nói, hắn không muốn từ bỏ dạng này cơ hội. Thiên Tinh Tử, ngươi thấy thế nào? Lục Thừa Phong nhìn về phía Thiên Tinh Tử nói. Thiên Tinh Tử một mực trầm mặc không nói, nhìn thấy Lục Thừa Phong mở miệng hỏi thăm, hắn lúc này mới ngưng tiếng nói, bên trong xác thực khả năng gặp nguy hiểm, nhưng Thừa Vân huynh nói không sai, chúng ta muốn chạy trốn, bằng vào hắn Kiếm Hồng Trần còn làm không được. Vậy còn chờ đợi cái gì, đi vào giết hắn a, sẽ đến phiên ngươi và hướng huynh xuất thủ. Lục Thừa Vân tức khắc cười lạnh nói. Hắn cũng không phải đồ đần, vừa mới phá trận là ca ca hắn Lục Thừa Phong. Hiện tại xuất thủ tự nhiên hẳn là Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên. Tốt, Thiên Tinh Tử ngược lại là không có cự tuyệt, cùng hướng Nam Thiên song song lấy đi đến cửa đá phía trước, đưa tay một chưởng hướng về cửa đá vỗ tới. Oanh một tiếng,
cửa đá sụp đổ, ở hư không hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Tử cùng Hướng Nam Thiên đồng thời xông vào thạch thất, Lục Thừa Phong huynh đệ theo sát phía sau. Người đâu? Lục Thừa Vân cũng vọt vào, sắc mặt âm trầm. Này thạch thất không lớn, mở ra cũng liền 5-6 trượng chu vi, liếc mắt liền có thể nhìn nhất thanh nhị sở, có thể này thạch thất chỗ nào có người nào a? Bị lừa, đi mau. Lục Thừa Phong quét bốn phía một cái, bỗng kêu to một tiếng, hướng về đến thông đạo đi đến. Nhưng mà, lúc này, hô hô từng đạo huyết sắc vũ khí ở hư không tràn ra, đồng thời bốn phía vách đá bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thần văn, cùng huyết sắc vũ khí xen lẫn thành một màn ánh sáng. Không gian bị giam cầm, Hướng Nam Thiên sắc mặt biến đổi, một kiếm toàn lực đứng ở trên vách đá, nhưng mà vách đá lại bất động mảy may. Nhanh một chút, cùng một chỗ công kích môn này miệng vị trí màn sáng, đây là yếu kém nhất địa phương. Lục Thừa Phong lớn tiếng kêu lên, một ngọn gió pháp tắc lợi nhận nổi giận chém mà ra. Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân cũng đồng thời động thủ, tứ đại thiên tài toàn lực một kích, uy lực cũng không phải bình thường đáng sợ, cho dù thần vương cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể chịu được. Phốc phốc, màn sáng một trận rung động, nứt ra một đạo lỗ hổng, bốn người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chuẩn bị thêm một đạo công kích. Bất quá, còn không có tới được đến chờ bọn hắn xuất thủ, lại là đạo kia liệt phùng bên trong, đột nhiên phun bắn ra một đạo huyết sắc hỏa diễm. Nhìn thấy kia huyết sắc hỏa diễm, cầm đầu Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong hai người cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên lui về sau mấy bước. Huyết sắc hỏa diễm đến rất nhanh, Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong tránh thoát một kiếp, có thể Lục Thừa Vân cùng Hướng Nam Thiên hai người khả năng liền không vận tốt như vậy. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như muốn tránh cũng không kịp, huyết sắc hỏa diễm xông thẳng hai người mà tới. Lục Thừa Vân cùng Hướng Nam Thiên cũng căn bản không đem này huyết sắc hỏa diễm đặt ở trong lòng, hai người đều là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, cự ly thần vương cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Đừng nói phổ thông thần hỏa, liền là đỉnh cấp thần hỏa, bọn họ cũng chưa chắc sẽ e ngại. Điêu trùng tài mọn, Hướng Nam Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, đưa tay một đạo trưởng cương liền hướng lấy huyết sắc hỏa diễm giận oanh mà đi. Một đóa ngọn lửa nhỏ mà thôi, ở hắn nhìn đến, chỉ là trong nháy mắt tức diệt sự tình. Không muốn ngạnh bính, Lục Thừa Phong quát to, đáng tiếc, hắn nhắc nhở đã chậm. Chỉ thấy kia huyết sắc hỏa diễm xuyên thấu Hướng Nam Thiên công kích trưởng cương, trực tiếp chui vào hắn thể nội, đồng thời hô một tiếng tăng vọt, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm bao phủ toàn thân. Lục Thừa Vân cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hắn càng là hóa thủ vì chảo, muốn đem kia huyết sắc hỏa diễm nghiền nát, có thể một chảo này, căn bản không đụng phải huyết sắc hỏa diễm ngược lại chui vào hắn thể nội. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, a, Hướng Nam Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu lấy, cả người khắp nơi đi loạn, muốn đem trên người hỏa diễm đuổi đi sạch sẽ. Đáng tiếc, này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, có lẽ uy lực không thể so với thần hỏa. Lại là chuyên môn châm đối nghiệp lực cùng nhân quả. Chỉ cần không phải vô cấu chi thể, trên người ít nhiều đều sẽ có chút nghiệp lực cùng nhân quả, mà cái này, vừa lúc trở thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiên liệu. Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân đồng thời bị Hồng Liên Nghiệp Huy phần luyện lấy, kêu thảm bốn phía đi loạn, Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong nhanh chóng trốn tránh, có thể này không gian lại lớn như vậy, hai người lại như thế nào tránh thoát được đây? Thiên Tinh Tử, chúng ta đi mau. Còn không đi, qua một lúc liền không còn kịp rồi. Lục Thừa Phong hét lớn, thậm chí ngay cả Lục Thừa Vân an nguy đều không lo được. Những cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tuyệt đối có thể đem Lục Thừa Vân cùng Hướng Nam Thiên linh hồn đốt thành hư ảo, bọn họ lưu ở nơi này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Tinh Tử khẽ cắn môi, cuối cùng mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt kim sắc chống trận, cổ chùy nhẹ nhàng vừa gõ, hư không bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Thạch thất chung quanh cũng có chút bất ổn. Dùng toàn lực, nơi này có giam cầm hư không trận pháp. Lục Thừa Phong một bên trốn tránh Hướng Nam Thiên hai người va chạm, một bên sốt ruột quát to. Thiên Tinh Tử cũng không dám khinh thường, toàn lực đánh sử dụng chống trận, nếu là Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân nhẫn nhịn kịch đau muốn kéo hai người bọn họ chôn cùng, bọn họ là tuyệt đối chạy không thoát. Oanh, to lớn tiếng vang truyền ra. Thiên Tinh Tử trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư vô liệt phùng, vừa lúc đủ một người có thể chen vào.
Thiên tinh tử không có bất luận cái gì chần chờ, lách mình liền xông vào hư vô liệt phùng, Lục Thừa Phong nhìn thấy, chỗ nào còn dám do dự, ở hư vô liệt phùng sắp đóng thời điểm, hai chân cũng vọt vào. Nhưng hắn vẫn như cũ bị hồng liên nghiệp hỏa tiêm nhiễm đến thân thể, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, khi hắn đi vào một sát na kia, lại là nhìn thấy thạch thất đỉnh, viết một nhóm chữ lớn đỏ tươi, đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ hậu quả, nghỉ ngơi a. Lục Thừa Phong khóe miệng hung hăng một quất, hắn hận không thể phiến bản thân một bạt tai, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là giả, Tiêu Phàm cố ý bố trí một cái bẫy, dẫn bọn họ mắc câu mà thôi. Đáng tiếc, giờ phút này biết rõ đã chậm, bọn họ đã sớm bị cừu hận che đậy hai mắt, hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Phong nhất định lưu ở nơi này. Kiếm Hồng Trần, ta sai rồi, tha ta. Hướng Nam Thiên thống khổ gào thét, Hồng Liên nghiệp hỏa phần luyện thống khổ, giống như vạn kiếm xuyên tâm đồng dạng, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian, lúc này, thạch thất bên ngoài một đạo thanh âm vang lên, lại là chẳng biết lúc nào nhiều một cái nón cỏ thiếu niên. Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân nhìn thấy cửa ra vào mũ rơm thiếu niên, tựa như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ đồng dạng, ra sức gào thét. Hồng Liên nghiệp hỏa không thể so với phổ thông nghiệp hỏa đốt cháy nghiệp lực cố nhiên đáng sợ, nhưng còn tại tiếp nhận phạm vi. Nhưng Hồng Liên nghiệp hỏa, không chỉ có đốt cháy nghiệp lực, còn đốt cháy nhân quả, nếu như không dập tắt, sẽ trực tiếp đem linh hồn đốt thành kiếp cho. Thí thần cười tủm tỉm nhìn xem thạch thất hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân, cũng không có xuất thủ ý tứ. Lão đại đã sớm biết rõ các ngươi không phải là cái gì tốt mặt hàng, để cho ta cố ý thủ ở chỗ này, không nghĩ đến các ngươi thật đúng là đến. Thí thần tà tà cười một tiếng, đạm mạc nhìn xem hai người nói. Kiếm Hồng Trần, để cho chúng ta rời đi, chúng ta nếu chết ở nơi này, Vạn La đế vực cùng Thiên Vân đế vực tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, từ nay về sau, chúng ta ân oán một bút xóa bỏ. Hướng Nam Thiên nhẫn thụ lấy mãnh liệt thống khổ, lớn tiếng quát lớn. Giờ khắc này, hắn thật sợ hãi, trước kia là bởi vì có tiên thiên thần ấn, Tiêu Phàm giết không chết hắn, nhiều nhất cũng liền tổn thất một đạo ấn ký cùng truyền thừa mà thôi. Đại giới mặc dù có chút lớn, nhưng chung quy là có thể sống sót. Bất quá bây giờ, hắn cũng đã không có tiên thiên thần ấn, một khi chết rồi, khả năng liền triệt để không sống được, cũng khó trách hắn như thế sợ hãi. Thí thần lại là một mặt khinh thường nhìn xem hai người nói, hướng Nam Thiên, trước đó ngươi không phải dùng huyết luyện tuyệt phong trận cùng Hồng Liên nghiệp hỏa đối phó ta lão đại a, hiện tại các ngươi hảo hảo thể nghiệm một cái tư vị a. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Kiếm Hồng Trần, ta muốn gặp hắn. Hướng Nam Thiên gầm thét lên. Nhìn đến ngươi rất có khí lực a, ta lão đại đang bế quan, không rảnh gặp ngươi. Thí thần đưa tay vung lên, hai mai quân công bài cùng càn khôn giới liền rơi ở trong tay hắn, liền quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới đi ra một bước, vừa cười một tiếng nói, hướng Nam Thiên, ngươi là may mắn, bởi vì ngươi so cái kia Lục Thừa Vân sống lâu một hồi, nhưng ngươi cũng là bất hạnh, bởi vì ngươi muốn tiếp nhận thống khổ là Lục Thừa Vân gấp mấy lần, ta nếu là ngươi, bản thân cắt cổ. Dứt lời, thí thần đầu cũng không hồi rời đi. Hướng Nam Thiên sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía một bên Lục Thừa Vân, lại là phát hiện, Lục Thừa Vân trên người cũng đã không có bất luận cái gì sinh cơ, chết đến không thể lại chết. Hướng Nam Thiên trong lòng một cái lộp bộp, hắn mới phát hiện, tử vong cự ly bản thân dĩ nhiên gần như thế. Hắn không biết là, Lục Thừa Vân tu luyện huyết ma luyện thể đại pháp, loại này tà ác công pháp, nghiệp lực cùng nhân quả cũng không phải bình thường đáng sợ. Nói câu không dễ nghe. Hồng Liên nghiệp hỏa hoàn toàn là hắn khắc tinh, đây cũng là Lục Thừa Phong không kịp chờ đợi rời đi nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản cứu không được Lục Thừa Vân. Không, ta không thể chết, ta không thể chết. Hướng Nam Thiên con người đỏ bừng, giống như một đầu phát cuồng giống như dã thú, biến điên cuồng lên, trợn to hai mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nhưng hắn căn bản không có sống sót thủ đoạn, bốn phía bị trận pháp vây khốn, hắn lại không am hiểu trận pháp. Muốn rời đi thạch thất đều căn bản không có khả năng. Thời gian chậm rãi xói mòn, ba canh giờ sau, hướng Nam Thiên tiếng gào thét sốt cục biến mất, kết cục cũng đã không cần nói cũng biết. Thí thần cũng không có rời đi, mà là ở thạch thất bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến hướng Nam Thiên triệt để chết đi, hắn lúc này mới đạp không mà lên.
rốt cục có thể cùng lão đại giao nộp. Thí thần linh hồn lực lượng quét thạch thất một cái, lập tức lại nhìn về phía nơi xa cổ lâm, âm thầm trầm ngâm nói, kia sát thủ ngược lại là thủ đoạn không sai, dĩ nhiên có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Thoại âm rơi xuống, thí thần thân hình liền biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. 90 tầng nhập khẩu vị trí, một đầu to lớn hắc xà lười biếng nhìn chằm chằm nhập khẩu, còn người lại là thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa một tòa tiểu sơn phong. Sơn phong phía dưới, cũng có lấy hai tòa thạch thất, bên trong ngồi hai đạo thân ảnh, nếu như chết đi hướng nam phong nhìn thấy, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Bởi vì hai tòa này người trong thạch thất cũng không phải là cái người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan. Tiêu Phàm đã sớm biết rõ có người đang tính toán hắn, nên cố ý bố trí dạng này một cái bẫy, mê hoặc đối phương, mà hắn và Quân Nhược Hoan hai người lại thông qua truyền tống khay ngọc đến nơi này. Nơi này có ba thần thủ hộ, cơ bản không có khả năng có người chạy đến nơi này quấy rầy hắn tu luyện. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã hoàn toàn tiến nhập nhập định trạng thái, đối ngoại giới tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Ở hắn quanh thân, lượn lờ lấy một đen một trắng hai loại pháp tắc thần liên, lẫn nhau giao hòa lấy, đụng chạm, rõ ràng là hoàn toàn tương phản hai loại pháp tắc chi lực, nhưng giờ phút này lại lộ ra 10 phần cân đối. Nội thiên địa, linh hồn bản thể ngồi xếp bằng, ở linh hồn bản thể đỉnh đầu, chìm nổi lấy một chương màu xám họa quyển phía trên, hai loại pháp tắc chi lực lẫn nhau quấn vòng quanh, tựa như một cái quỷ dị vòng xoáy. Chương này họa quyển, không phải vật gì khác. Chính là Tiêu Phàm đã từng vẽ hồn văn đồ sinh tử luân hồi đồ, đi qua linh hồn bản thể những năm này uẩn dưỡng, sinh tử luân hồi đồ cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Tiêu Phàm sở dĩ có thể dung hợp sinh tử pháp tắc lực lượng, sinh tử luân hồi đồ không thể bỏ qua công lao. Mà hiện tại, Tiêu Phàm đối sinh tử pháp tắc lực lượng lại cảm ngộ đến cấp độ càng sâu, rõ ràng bắt được càng thêm huyền diệu sinh tử chi lực. Một âm một dương, có thể hóa thái cực, một sinh một tử. Có thể dựng luân hồi. Không biết qua bao lâu, một đạo huyền diệu thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên, tựa như là có người đang nhắc nhở hắn, cũng dường như là chính hắn nội tâm chỗ sâu thanh âm. Hô, một khắc sau, sinh mệnh pháp tắc lực lượng cùng tử vong pháp tắc lực lượng, đột nhiên nhanh chóng xoay quanh, pháp tắc thần liên càng là đan xen, dường như một chương sống sót thái cực đồ. Sinh tử pháp tắc càng là xông vào sinh tử luân hồi đồ. Luân hồi đồ cũng bỗng phát ra mông lung quang huy, sáng chói đến cực điểm. Một lát sau, sinh tử pháp tắc lúc này mới bình tĩnh trở lại, toàn bộ bị sinh tử luân hồi đồ thôn phệ một dạng. Ngoại giới, Tiêu Phàm đỉnh đầu, càng là lơ lửng một đạo âm dương thái cực đồ quang ảnh, cả người nhìn qua cao thâm mạt chắc. Đồng thời, trên người hắn khí thế tăng vọt, bàng bạc sinh tử pháp tắc thần liên chút vào hắn thể nội, rửa sạch hắn nhục thân. Trước đó đi qua sát lục pháp tắc cùng phong chi pháp tắc tẩy lễ, Tiêu Phàm nhục thân lúc đầu cũng đã đạt đến một cái cực kỳ cường đại cảnh giới. Lần này, nếu là có thể kiên trì, hắn nhục thân, tuyệt đối có thể khinh thường thần vương cảnh. Dù là bình thường thần vương cảnh cường giả tối đỉnh muốn giết chết hắn, đoán chừng cũng là không có khả năng sự tình. Dòng dã đi qua 3 ngày 3 đêm, sinh tử pháp tắc lực lượng lúc này mới bình ổn lại, Tiêu Phàm nhục thân đã trải qua sinh sinh tử tử. Cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Quá trình này cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nhưng Tiêu Phàm cứng rắn sinh sinh kiên trì được, hắn da thịt giống như tiểu hài một dạng non mịn, thể nội sinh cơ, càng là bàng bạc như hãn hải. Tiêu Phàm trên người cũng phát ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức, nhất là đôi tròng mắt kia, tựa như tràn đầy tang thương. Sinh tử pháp tắc đệ nhị trọng, sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên người tất cả khí tức thu liếm, lần nữa biến bình tĩnh như thường. Tiêu Phàm lĩnh ngộ đệ nhị trọng sinh tử pháp tắc ảo diệu, bây giờ chỉ kém thời không pháp tắc lực, chỉ cần lĩnh ngộ đệ nhị trọng thời không pháp tắc ảo diệu, liền có thể nhất cử đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Phàm hiện tại không cách nào đột phá, mà là hắn một mực áp chế bản thân tu vi. Nói chung, chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc hai loại ảo diệu, hoặc là một loại pháp tắc ảo diệu đệ nhị trọng, liền có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm bây giờ đã có 3 loại pháp tắc chi lực đạt đến yêu cầu, tự nhiên có thể đột phá. Nếu như không phải cố ý áp chế mà nói, đừng nói thần vương cảnh trung kỳ, liền là thần vương cảnh hậu kỳ, hắn cũng khả năng rất nhanh liền đạt đến.
Dù sao, hắn sát lục pháp tắc lực lượng, đã sớm chạm tới đệ tam trọng ảo diệu. Đáng tiếc, thời không pháp tắc đệ nhị trọng ảo diệu, lại là không có bất cứ manh mối nào, cũng không biết như thế nào mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Phàm lại thật sâu hít khẩu khí. Hắn cũng đã không kịp chờ đợi đột phá thần vương cảnh trung kỳ, mặc dù đối mặt bình thường thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng sẽ không e ngại. Nhưng là ở cái này bách sát tháp 90 tầng, có thể đều là chân chính cao thủ, đại bộ phận người cũng đã đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, chí ít cũng đạt đến thần vương cảnh trung kỳ tầng thứ. Hơn nữa còn có vô số thần vương cảnh cao giai dị ma, nếu là có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ, vậy hắn lòng tin lại sẽ lớn mấy phần. Được rồi, trước luyện hóa thời không Thiên Châu lại nói, bây giờ cũng không sai biệt lắm luyện hóa 1/10. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tâm thần lại quét nội thiên địa bên trong một cái, chỉ thấy linh hồn bản thể quanh thân lượn lờ lấy hai loại pháp tắc thần liên, tựa như tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Sinh tử luân hồi đồ cũng đã biến mất, ở linh hồn bản thể mi tâm có một đen một trắng, so như thái cực đồ nhỏ bé đồ án. Linh hồn bản thể, tiếp xuống liền nhìn ngươi, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Còn tốt hắn nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực, nếu không mà nói, lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc ảo diệu. Muốn đột phá cũng không phải bình thường gian nan. Dù sao, hắn nội tình cũng không thể cùng các cổ vực cùng đế vực thiên tài có thể so sánh, chỉ có thiên phú, coi như hắn cường hạng. Tiêu Phàm cũng biết rõ, những người kia đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ nhân vật, cũng là bởi vì bọn hắn cố ý áp chế tu vi, chỉ vì tiến vào bách sát chiến trường. Hơn nữa, bọn họ từ lúc cổ thần cảnh thời điểm liền đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ là cũng không có đột phá thần vương cảnh. Cũng chưa từng vượt qua thần vương kiếp mà thôi. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, triệt hồi chung quanh trận pháp và cấm chế, lúc này mới đi ra thạch thất. Lão đại, người có thể tính là đi ra, nhàm chán chết ta rồi. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, thí thần liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, 10 phần vui vẻ nói. Ta bế quan bao lâu? Tiêu Phàm cười cười nói. 3 tháng, thí thần bĩu môi, lập tức cười nói, lão đại. Ngươi đoán không sai, quả nhiên có người muốn giết ngươi, cái kia hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân đã chết. À, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cười nói, chuyện gì xảy ra? Thí thần đem 3 tháng trước sự tình đơn giản nói một lần, cuối cùng cảm thán nói, ai, đáng tiếc nhường cái kia Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong trốn. Thiên Tinh Tử trên người có thời không chiến cổ, bình thường trận pháp căn bản nhốt không được hắn, hơn nữa, hắn còn có tiên thiên thần ấn, muốn giết hắn không dễ dàng. Về sau lại tìm cơ hội là được rồi. Tiêu Phàm một mặt không quan trọng bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đến bản thân bố trí trận pháp, có thể giết chết hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân 2 người, cái này đã vượt qua hắn dự liệu. Về phần Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong, về sau có là cơ hội giết bọn hắn, cũng không gấp lúc này. Dù sao, hiện tại bách sát chiến trường còn không có kết thúc đây, có là thời gian, coi như hiện tại giết không chết bọn họ. Về sau cường đại lên, cũng có bó lớn cơ hội. Đúng rồi, người nói cái kia sát thủ là người nào? Tiêu Phàm đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi. Không biết, bất quá thân pháp rất quỷ dị, tốc độ cũng rất nhanh, nhất là đào mệnh thủ đoạn. Thí thần hồi tưởng lên lúc trước một màn nói, đúng rồi, ta nghe bọn họ giống như nhắc tới Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy chữ này. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lóe qua vẻ tàn khốc. Nói, lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền, thậm chí ngay cả bách sát chiến trường đều có bọn họ người. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế thất thố, Bích Lạc Hoàng Tuyền thế nhưng là nhân tộc Tam Thiên vực 3 đại sát thủ tổ chức một trong A, truyền văn có thể liền đại đế cấp bậc sát thủ đều có. Tiêu Phàm tình nguyện đắc tội đế vực thế lực, cũng không nguyện ý đi gây Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Đế vực thế lực muốn đối phó hắn, tốt xấu cũng sẽ quang minh chính đại đến. Có thể này Bích Lạc Hoàng Tuyền đều là hạ âm thủ, lúc nào bị ám sát đều không biết rõ. Lần trước cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ tầm đó sự tình còn chưa có giải quyết đây, hiện tại lại chọc một cái sát thủ. Lão đại, chúng ta có phải hay không hẳn là hướng xuống một tầng đi? Ngươi lại lo lắng cái kia sát thủ a, ngươi yên tâm, lần sau đụng tới hắn, ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy. Thí thần trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Thật lâu mới thu liễm tâm thần, nhìn về phía 3 thần hơi hơi thi lễ nói, tạ tiền bối hộ pháp. Ta cái gì đều không làm. 3 thần hơi hơi lắc lắc đầu, Tiêu Phàm xuất hiện,
nhường hắn hết sức phức tạp. Tiêu Phàm đành phải đem ân tình này ghi vào trong lòng, quét quân công bài một cái, lại là phát hiện, đã có người xâm nhập đệ cửu tầng 14. Trong lòng của hắn nhất thời xoắn suýt, rốt cuộc là ở lại đây chờ quân Nhược Hoan tỉnh lại đây, vẫn là tự mình cùng thí thần lúc trước hướng xuống một tầng. Đợi thêm một hai tháng a, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, quân Nhược Hoan một người tại một tầng này, hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới một kiện sự tình, nhìn về phía ba thần nói, đúng rồi, tiền bối, người có biết rõ, như thế nào mới có thể giải trừ thần ma kiếp kia 28 đại bộ lạc huyết mạch phong ấn. Người nói là Hùng Lân đám người hậu đại a. Ba thần ngữ khí bỗng biến băng lạnh, hừ lạnh nói, bọn họ những cái này phản đồ, có cái gì đáng giá ngươi đi cứu. Tiền bối lời này nói sai rồi. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói, năm đó ngươi chủ nhân không giết bọn hắn, liền là cho rằng bọn họ tội không đến chết. Huống chi, có tội là Hùng Lân đám người, bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, coi như bất luận cái gì tội nghiệt, cũng đều hẳn là trả sạch, bọn họ hậu đại là vô tội. Ba thần trầm mặc, hắn cũng chỉ là ghi hận Hùng Lân mà thôi, nhưng lại nói trở về, bọn họ hậu đại lại là không có gì sai lầm, huống hồ, năm đó người cũng đều chiếm được trừng phạt. Còn mời tiền bối cáo chi vãn bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Hùng Lân những cái này bộ lạc cùng chủng tộc, nếu là có thể tranh thủ, hắn nhất định phải tranh thủ được. Ba thần cụ kết một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói, người nghĩ giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn, là muốn lấy được bọn họ lực lượng a? Không sai, Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm, cái này cũng không tất yếu giấu giếm. Người ngược lại là ngay thẳng, ba thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Nói, nghĩ giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn, biện pháp chỉ có một cái. Biện pháp gì? Tiêu Phàm vội vàng vểnh tai, sợ bỏ qua cái gì? Đến sát lục huyết tháp tầng thứ 100, thông qua sát lục huyết tháp cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, liền có thể đủ lấy được sát lục huyết tháp tán thành, tự nhiên có thể giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn. Ba thần ngưng tiếng nói. Đến sát lục huyết tháp tầng thứ 100, lấy được sát lục huyết tháp tán thành. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, nhiệm vụ này, cũng không phải bình thường gian nan a, phải biết, truyền văn cũng đã hơn vạn năm không có người có thể đến sát lục huyết tháp tầng thứ 100. Về phần tầng thứ 100 cái gì khảo nghiệm, đoán chừng càng thêm cực khổ, đây thật là bản thân có thể làm được sao? Còn không có đến tầng thứ 100 đây, liền gặp khó khăn. Ba thần phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhãn thần bên trong đều là hí ngược. Ngược lại cũng không phải khó khăn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, bách sát chiến trường quan bế đoán chừng cũng còn có hơn 10 năm thời gian, 10 năm thời gian, nếu là có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể đến 100 tầng, thông qua khảo nghiệm. Vậy cũng chưa hẳn, ba thần nhe răng cười một tiếng, không sợ đả kích Tiêu Phàm nói. Thần vương cảnh đỉnh phong đều không được, Tiêu Phàm kinh ngạc, 10 năm thời gian đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, đây cũng là hắn to lớn nhất tự tin. Nếu như này cũng làm không đến, vậy chẳng phải là muốn đại đế cảnh mới có thể thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Thế nhưng là kể từ đó mà nói, liền là đến tầng thứ 100, lấy được bách sát đế lệnh, liền không có gì ý nghĩa a, vốn chính là đại đế cảnh, còn muốn tiến về thí luyện cổ lộ làm cái gì đâu. Cũng chưa hẳn không được, ba thần thiếu ăn đòn phun ra. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc đứng ở nguyên địa, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Quân gia là thượng cổ đệ nhất gia tộc, độc trưởng nhân tộc Tam Thiên Vực, vô luận đầu nào tin tức, đều đủ để cho hắn cảm thấy rung động, hắn biết rõ quân gia nội tình không đơn giản, có thể nơi nào nghĩ đến, sẽ như thế không đơn giản. Hiện tại nhân tộc, có vẻ như tổng cộng cũng chỉ có Tam Thiên Vực a, nói cách khác, đã từng nhân tộc địa vực, toàn bộ trưởng khống ở trong tay quân gia. Tin tức này nếu để cho những người khác biết rõ, khẳng định cũng sẽ cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, Lục gia vì sao sẽ đối quân gia xuất thủ, nếu là có thể lấy được quân gia truyền thừa, đây chẳng phải là có cơ hội đứng ở quân gia đã từng độ cao. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng nhường Lục gia ngang dọc nhân tộc Tam Thiên Vực, đó là tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão đại, quân Nhược Hoan gia hỏa này địa vị vậy cũng lớn quá rồi đó. Thí thần cũng cực kỳ không bình tĩnh, mặc dù hắn là thần thú bảng xếp hạng thứ 16. Nhưng cùng thượng cổ nhân tộc đệ nhất gia tộc so sánh, lại tính được cái gì đâu. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới lấy lại tinh thần,
nói quân gia là như thế nào hủy diệt. Ta nghe Nhược Hoan nói, quân gia là đã trải qua một trận đại chiến. Không sai, quân gia ở thượng cổ thời kỳ, xuất lĩnh trưởng khống 3.000 địa vực tham gia thái cổ thần giới một trận hạo kiếp, cuối cùng thảm đạm kết thúc, bất quá, quân gia công tích lại có thể xưng bất hủ. Ba thần thận trọng điểm gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, thượng cổ thời kỳ, nhân tộc cũng là thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc, độc chiếm 9.000 địa vực, đến cuối cùng, chỉ còn lại 1/3. 9.000 địa vực, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng thượng cổ thời kỳ, nhân tộc cũng là 3.000 địa vực đây, nếu như là nói như vậy, quân gia có thể nói trưởng quản lấy tất cả nhân tộc a. Bất quá bây giờ nhìn đến, quân gia cũng chỉ trưởng khống 1/3 nhân tộc mà thôi, nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh quân gia cường đại. Tiền bối, không biết mặt khác 6.000 nhân tộc địa vực, lại là bị cái gì thế lực trưởng khống đây? Tiêu Phàm lại hỏi nói. Ba thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hồi lâu mới nói, ngoại trừ quân gia nắm trong tay 3.000 địa vực bên ngoài, mặt khác 6.000 địa vực, đại bộ phận bị Tu La tộc thần gia cùng Tiêu gia quản lý, này ba đại gia tộc, cũng xưng là thượng cổ ba đại thế tộc. Tiêu gia, Tiêu Phàm đã sớm đoán được thượng cổ thời kỳ Tu La tộc cường đại, có thể nghe được Tiêu gia hai chữ này, hắn nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Đã từng Bạch Ma nhìn thấy hắn thời điểm, cũng nói qua cái gì Tiêu gia. Chỉ là hắn căn bản không coi là chuyện to tát, nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này Tiêu gia có vẻ như không phải như thế đơn giản a. Lão đại, này Tiêu gia, không phải là ngươi tiên tổ a? Thí thần cũng là trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Ngươi là Tiêu gia người? Ba thần cũng kinh ngạc, hắn biết rõ Tiêu Phàm là Tu La tử, cái này thân phận liền đủ để cho Tiêu Phàm tương lai bất phàm. Trước mắt cái này hắc bào thanh niên, nếu như còn cùng Tiêu gia có quan hệ, kia. Ba thần không dám tiếp tục nghĩ, trong lòng lại là càng thêm chấn kinh. Vãn bối gọi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đắng chát cười nói, cùng ba thần quen biết hơn mấy tháng, còn không có nói cho ba thần danh tự đây. Ba thần kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như trước đó hắn ánh mắt nhìn thẳng phức tạp, như vậy hiện tại, hoàn toàn là chấn kinh. Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đến từ một cái tiểu thế giới người mà thôi, cùng ngươi trong miệng Tiêu gia, chưa hẳn có quan hệ gì. Tiêu Phàm hơi hơi lắc lắc đầu. Vậy cũng chưa hẳn, ba thần trong lòng thầm nói, chỉ là ngoài miệng lại là không có nói thêm cái gì. Nhưng hắn trong đầu lại là nhanh chóng suy nghĩ lên, Tiêu Phàm nếu như không chỉ có chỉ là Tu La tử, nếu vẫn là Tiêu gia người mà nói, vậy cái này thân phận cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước đó ta không tin tưởng ngươi có thể thông qua sát lục huyết tháp 100 tầng khảo nghiệm, nhưng là hiện tại, ta tin tưởng. Thật lâu, ba thần lúc này mới phun ra một câu. Mượn tiền bối cắt ngôn, Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng. Mặc kệ sát lục huyết tháp tầng thứ 100 khảo nghiệm cỡ nào gian nan, vì Tu La Điện, vì bản thân thân bằng hảo hữu, hắn cũng nhất định muốn vượt qua. Ong ong lúc này, quân Nhược Hoan ở thạch thất không trung. Bỗng chán phóng ngàn vạn điểm lành ánh sáng, nguyên bản u ám vô cùng 90 tầng không gian, nháy mắt biến sáng chói vô cùng, chói lọi đến cực điểm. Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt bỗng nhiên bị kia cảnh sắc hấp dẫn, trong mắt không hiểu kinh ngạc, mấy tức sau đó, kia ngàn vạn hà quang biến mất, giữa thiên địa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nếu như không phải mấy người đồng thời nhìn thấy, đều sẽ coi chính mình thấy được ảo giác. Trong khoảnh khắc, thạch thất chung quanh thần linh chi khí cùng pháp tắc chi lực cũng khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm thạch thất vị trí. Không sai biệt lắm nửa canh giờ sau, thạch thất ầm vang mở ra, một bộ bạch bào quân Nhược Hoan đi ra. Trên người hắn khí thế biến càng ngày càng cường đại, nhất là cỗ kia khí chất, dường như bao trùm vạn người phía trên, không thể siêu việt. A, à, lão đại, ngươi nhìn hắn mi tâm, thí thần đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm thấy được, ở quân Nhược Hoan mi tâm, lại chỉ một đạo bạch sắc dựng thẳng tế tuyến, trong suốt sáng sủa, tựa như là trong mi tâm mọc ra một dạng. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu dựng thẳng khép kín con mắt. Công tử, nhưng các ngươi đợi lâu, quân Nhược Hoan cười đi tới, cùng bình thường cũng không cái gì khác nhau, bất quá Tiêu Phàm luôn cảm giác quân Nhược Hoan trở nên có chút bất đồng. Đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng. Ta mở ra gia tộc một chút truyền thừa, nên lâu một điểm.
Quân Nhược Hoan gật gật đầu nói, vừa mới đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, trên người hắn khí tức tạm thời còn có chút không ổn định. Tiểu tử, người thực sự là quân gia người. Ba thần nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan, hắn vẫn như cũ có chút không tin Quân Nhược Hoan thân phận. Quân Nhược Hoan hơi hơi dừng lại, nhưng vẫn là nói, vãn bối Quân Nhược Hoan, không biết tiền bối trong miệng quân gia là cái nào. Thượng cổ đệ nhất gia tộc, quân gia, ba thần trầm giọng nói. Quân Nhược Hoan đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, chỉ là mặt ngoài lại là cực kỳ bình tĩnh, hơi hơi đề phòng nói ra, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ngươi thực sự là quân gia người a? Ba thần kinh ngạc, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta đối ngươi không có hứng thú gì, ngươi quân gia truyền thừa, cũng chỉ có ngươi quân gia người mới có thể lấy được, chỉ là ta không nghĩ đến, quân gia thật đúng là có người sống sót, đây cũng là thượng thiên chiếu cố. Quân Nhược Hoan lúc này mới thở dài một hơi, lúc này Tiêu Phàm nói ra, Nhược Hoan, tiền bối đối ngươi không có ác ý. Ha ha, hôm nay thượng cổ ba đại thế tộc hậu nhân dĩ nhiên xuất hiện hai cái, cũng là ta vinh hạnh. Ba thần đột nhiên thoải mái cười nói. Ngươi, Quân Nhược Hoan kinh ngạc không thôi, tựa như bản thân bí mật bị người phát hiện một dạng. Từ thượng cổ đại chiến sau đó, bây giờ còn có thể nhớ kỹ quân gia người cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Lục gia cùng số ít gia tộc bên ngoài, cũng liền những cái kia đại gia tộc điển tịch có chút ghi chép mà thôi. Hắn không nghĩ đến, trước mắt ba thần dĩ nhiên biết rõ quân gia tin tức. Ba thần tiền bối là cường giả thời thượng cổ, quân gia sự tình, hắn tự nhiên biết rõ. Tiêu Phàm cười cười nói, Nhược Hoan, người thật đúng là giấu sâu a. Quân Nhược Hoan đắng chát cười một tiếng, hắn cũng không phải cố ý gạt Tiêu Phàm, mà là hắn thân phận quá mẫn cảm. Nếu là bị người khác biết rõ, đoán chừng không biết có bao nhiêu người nghĩ đến tìm hắn phiền phức đây. Dù sao, quân gia thân làm thượng cổ đệ nhất gia tộc, ba đại thế tộc một trong, bất luận cái gì đồ vật, đều đủ để cho các đại thế lực ngấp nghé. Nhất là Lục gia hủy diệt quân gia sau đó, quân gia chỉ còn lại hắn Quân Nhược Hoan một người, hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Công tử, ta, Quân Nhược Hoan trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bản thân xác thực lén gạt đi một chút đồ vật, nhưng hắn cũng có bản thân nỗi khổ tâm. Ta có thể hiểu ngươi, chỉ là ngươi gia nhập Tu La Điện, sợ là để ngươi bị ủy khuất. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu nói. Quân Nhược Hoan đột nhiên thần sắc nghiêm lại, vội vàng bái nói, công tử yên tâm, ta Quân Nhược Hoan tất nhiên gia nhập Tu La Điện, kiếp này chính là Tu La Điện người, tới chết không hối. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Quân Nhược Hoan. Nói, ngươi quân gia thế nhưng là thái cổ thần giới công thần, có thể làm cho ngươi khom lưng người, trên đời cũng không có mấy cái. Ba thần nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm nói, tiểu tử này thu nạp nhân tài thủ đoạn ngược lại là có một tay. Nó không biết là, Tiêu Phàm chỉ là nói ra nội tâm ý nghĩ mà thôi, Quân Nhược Hoan phải chăng thần phục Tu La Điện hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Tốt, một tầng này chúng ta cũng ngốc thời gian đủ dài, đã có không ít người đã tới 94 tầng. Chúng ta cũng nên lên đường. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Lập tức lại quay người nhìn về phía ba thần nói, tiền bối, những ngày qua đa tạ ngươi chiếu cố. Đi thôi, ba thần gật gật đầu, lập tức nhắm lại hai mắt, cũng không còn bất luận cái gì động tĩnh. Tiêu Phàm, thí thần cùng Quân Nhược Hoan ba người đạp không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, lại cũng không thấy thân ảnh. Lúc này, ba thần đột nhiên lại mở ra hai mắt. Âm thầm trầm ngâm nói, Tu La Tử tái hiện, quân gia hậu nhân tái hiện, đoán chừng cự ly lần tiếp theo hạo kiếp, cũng không xa. Dứt lời, ba thần lại trở nên yên lặng. Tiêu Phàm ba người rất nhanh đi tới thông hướng 91 tầng nhập khẩu, này nhập khẩu cũng 10 phần riêng biệt, cùng thông hướng 90 tầng lại có chút khác biệt. Thông đạo bên trong tràn ngập sắc thái rực rỡ vũ khí, yêu diễm chói lọi, các màu khác nhau vũ khí quấn quýt cùng một chỗ, nghiễm nhiên một bộ rực rỡ tràng cảnh. Bất quá, này trói lọi vũ khí, lại cho Tiêu Phàm bọn họ một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Dù sao, chấn thủ 90 tầng nhập khẩu thanh thủ ba xà chính là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, nghĩ đến chấn thủ 91 tầng nhập khẩu người, thực lực tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Lão đại, người biết những cái này vũ khí sao? Thí thần nhìn xem phía trước mê vụ, cau mày nói. Đây là tinh vân minh điệp phun ra vũ khí so như tinh vân. Nắm giữ cực kỳ cường đại hủ thực chi lực, một khi bị loại này độc vụ nhập thể, liền sẽ tiến vào một loại kỳ lạ huyễn cảnh, thẳng đến tử vong mới thôi.
Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Quân Nhược Hoan liền nói ra. Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc nhìn Quân Nhược Hoan một cái, hắn phát hiện, bây giờ Quân Nhược Hoan có vẻ như cũng đã không còn có chỗ bảo lưu lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Quân Nhược Hoan hơi hơi cười khổ nói, công tử, ta cũng là đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, giải phong thể nội huyết mạch phong ấn, nên truyền thừa cũng nhiều một chút. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là hiểu rõ, hắn lấy được tu la truyền thừa, không phải cũng là theo lấy tu vi đột phá, mới có thể lấy được càng nhiều truyền thừa sao? Loại này tinh vân minh điệp, chính là quần cư thần thú, yếu nhất đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, cường đại, có thể đi đến đại đế đỉnh phong, đương nhiên, ở nơi này bách sát tháp, hẳn là chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Quân Nhược Hoan tiếp tục nói vậy làm sao đi qua, thí thần cũng không quan tâm Quân Nhược Hoan thân phận, bọn chúng thú tộc truyền thừa dựa vào liền là huyết mạch cường đại, truyền thừa tự nhiên cũng liền càng nhiều. Những người khác đều có thể tới. Chúng ta tự nhiên cũng có thể tới. Tiêu Phàm một mặt tự tin nói. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng nhập khẩu đi đến, đồng thời, ở hắn quanh thân, trực tiếp nhấc lên từng đạo phong nhận, hóa thành một trận cuồng quyển gió xông thẳng trong thông đạo mà đi. Tinh vân minh điệp vũ khí có lẽ rất mạnh, nhưng ở trước mặt phong chi pháp tắc, cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán mà ra, tựa như phong chi pháp tắc hoàn toàn là nó khắc tinh một dạng. Làm càn, lúc này, nhập khẩu bên trong bỗng truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm thanh thúy, nhưng lại mang theo mấy phần không u, hẳn là một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Công tử, ta quên nói một điểm, này tinh vân hình dáng vũ khí, cũng là tinh vân minh điệp hang ổ. Quân Nhược Hoan lại đột nhiên bổ sung một câu. Ách Tiêu Phàm không còn gì để nói, không khỏi mở ra bạch nhãn, thở dài nói, ngươi vừa mới lại không nói rõ ràng. Nói đùa cái gì? Này tinh vân vũ khí nếu là tinh vân minh điệp hang ổ, vậy mình cử động, chẳng phải là mang ý nghĩa đem nhân ra hang ổ cho hủy. Cứ như vậy, đối phương không nổi giận mới là lạ chứ. Đổi lại là hắn, đoán chừng chỉ có thể càng thêm phẫn nộ. Vừa mới quên nha, Quân Nhược Hoan không có ý tứ gãi gãi đầu, bất quá hắn cũng biết rõ, lấy bọn hắn ba người thực lực, đám này tinh vân minh điệp cũng không có khả năng ngăn cản được bọn họ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Vội vàng đình chỉ dùng phong chi pháp tắc công kích, nhìn về phía nhập khẩu nói, tiền bối, để cho chúng ta đi qua, chúng ta liền không công kích các ngươi tinh vân minh điệp trụ sở như thế nào. Hừ, muốn đi vào tầng tiếp theo, nhất định phải đi qua tinh vân vụ hải khảo nghiệm. Đạo kia êm tai thanh âm tiếp tục vang lên. Chiếu ngươi ý tứ, ta dùng phong chi pháp tắc đuổi đi này cái gọi là tinh vân vụ hải, cũng là có thể rồi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, đưa tay vung lên. Chuẩn bị tiếp tục đuổi đi tinh vân vũ khí. Chỉ cần những cái này tinh vân vũ khí tiêu tán, bọn họ mấy người muốn tiến vào tầng tiếp theo, hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Ngươi dám, Tiêu Phàm còn không có xuất thủ, một tiếng khẽ kêu lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, một nhóm nhan sắc khác nhau hồ điệp từ tinh vân vũ hải trong bay ra, mỗi một chỉ đều kém bất quá một tấc lớn nhỏ, nhưng trên người phát ra khí tức lại là cực kỳ cường đại. Yếu nhất đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu như bằng vào khí thế mà nói, cái này tộc đàn xác thực rất cường đại, nhưng là không đặt ở bây giờ Tiêu Phàm trong mắt. Công tử, không muốn chọc giận bọn chúng, tinh vân minh điệp sức chiến đấu không làm sao, nhưng chúng nó có thể chế tạo huyễn cảnh, đồng giai tu sĩ rất dễ dàng chúng chiêu. Quân Nhược Hoan vội vàng cấp Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nhíu mày. Khó trách này tinh vân minh điệp ở trên thần thú bảng xếp hạng còn xếp ở thanh thủ ba xà phía trước, quả thật có nó đạo lý. Nguyên lai chỉ cần các ngươi thông qua tinh vân vụ hải khảo nghiệm, liền có thể khiến cho các ngươi tiến vào tầng tiếp theo, nhưng là hiện tại, các ngươi đừng nghĩ tiếp tục xâm nhập. Đột nhiên, kia dễ nghe êm tai thanh âm vang lên, Tiêu Phàm ba người ngẩng đầu nhìn lại, xác thực nhìn thấy một đầu hai tấc lớn nhỏ hắc sắc hồ điệp từ tinh vân vụ hải trong bay ra. Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm ba người nói. Lão đại, bọn chúng đây là muốn cùng chết tiết tấu a. Thí thần mặt lộ khó xử, nếu như là chiến đấu, hắn sẽ không e ngại, nhưng này tinh vân minh điệp năng lực lại có chút quỷ dị, hắn cũng không có biện pháp. Tiêu Phàm không có để ý tới thí thần, con người hơi hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm cầm đầu hắc sắc hồ điệp nói, nếu như chúng ta nhất định muốn đi qua đây. Nếu như chúng ta nhất định muốn đi qua đây. Tiêu Phàm thái độ rất cường tuyệt, đừng nói là một nhóm tinh vân minh điệp, liền là càng cường đại thần thú ngăn trở hắn,
hắn cũng nhất định phải đi qua. Hắn không chỉ cần tiến vào tầng tiếp theo, còn muốn tiến vào tầng thứ 100, càng phải thông qua tầng thứ 100 khảo nghiệm. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cơ hội giải quyết Tu La Điện cùng Thiên Vũ vực sự tình. Chúng ta trấn thủ nơi này, các ngươi cũng bất quá không đi. Hắc sắc hồ điệp hừ lạnh một tiếng, chớp động lên cánh, nhập khẩu tinh vân vũ khí dâng lên, hướng về bốn phía khuếch tán. Mặt khác tinh vân minh điệp cũng rung rung, cũng đã làm xong toàn lực chém giết chuẩn bị. Ý tứ liền là không có chừa chỗ thương lượng, Tiêu Phàm nhìn thấy, lông mày hơi nhíu. Đừng nghĩ dùng phong chi pháp tác đối phó chúng ta, vô dụng. Hắc sắc hồ điệp cười lạnh nói, ngữ khí bên trong đều là vẻ khinh thường. Bọn chúng là tinh vân minh điệp, lĩnh ngộ phong chi pháp tác có khối người, Tiêu Phàm dùng phong chi pháp tác muốn đối phó bọn chúng, đơn giản liền là cười nhạo. Tất nhiên như thế, nếu như, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đánh một cái búng tay, một đoàn kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên nở rộ mà ra, ở hắn đầu ngón tay nhảy lên, hỏa đây. Vô tận chi hỏa xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến lớn, hóa thành từng đoàn hỏa diễm mãnh liệt bốn phía, rất nhanh liền biến thành một phiến biển lửa. Hỏa diễm ngưng tụ thành vô số ngọn lửa, không ngừng thử thăm dò công kích đối diện tinh vân minh điệp, ở chạm đến phong chi pháp tắc thời khắc. Vô tận chi hỏa càng là tăng vọt không ít. Gió trương hỏa thế, Tiêu Phàm lần nữa dùng hỏa diễm pháp tác lực lượng khắc chế bọn chúng. Ngươi, hắc sắc hồ điệp tức giận không thôi, ngươi cho rằng, hỏa diễm liền có thể đối phó chúng ta sao? Không thử xem làm sao biết rõ đây. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lập tức khoát tay một cái nói, được rồi, không cùng các ngươi xong, lãng phí ta thời gian. Ngươi nói cái gì? Hắc sắc hồ điệp phẫn nộ vô cùng. Hắn thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong A, dù là nó không phải Tiêu Phàm bọn họ đối thủ. Nhưng nó lại có thể đối đại đế cảnh phía dưới bất luận cái gì tu sĩ thi triển huyễn cảnh, một khi lâm vào huyễn cảnh, cho dù đại đế cảnh tiền kỳ, muốn thanh tỉnh đoán chừng đều cần thời gian rất lâu. Nhưng mà, hắc sắc hồ điệp thoại âm chưa rơi, một cái quang cầu nháy mắt từ Tiêu Phàm lòng bàn tay nở rộ, cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trường Trung Thiên Địa. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, căn bản không có phản ứng hắc sắc hồ điệp ý tứ. Vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, toàn bộ nhập khẩu tất cả tinh vân minh điệp cùng tinh vân vụ hải toàn bộ đều tiến nhập quang cầu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm, Thí Thần cùng Quân Nhược Hoan ba người đồng thời biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở trong một không gian khác. Lão đại, người có thủ đoạn này, tại sao cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy? Hại ta phí công lo lắng một trận, Thí Thần mở ra liếc mắt nói. Ta chỉ là thử xem bọn chúng thực lực mà thôi, bất quá bây giờ nhìn đến, này tinh vân minh điệp, so với ta tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hắn đối tinh vân minh điệp thực lực xác thực có chút thất vọng, dù sao hắn nhưng là muốn lấy thông qua bách sát tháp đệ nhất tầng khảo nghiệm, sau đó lại thu phục những cái này tinh vân minh điệp. Hừ, ta nếu muốn giết ngươi. Ngươi còn có xuất thủ cơ hội sao? Lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên. Hồng hộc, một đạo hắc sắc lưu quang từ Tiêu Phàm lòng bàn tay nở rộ, chỉ thấy một đầu hắc sắc hồ điệp trùng thiên mà lên, Tiêu Phàm vội vàng mang theo Thí Thần cùng Quân Nhược Hoan lui lại. Chỉ thấy vô số hồ điệp từ trưởng trung thiên địa bên trong vọt ra, lần nữa hóa thành một phiến tinh vân vụ hải chặn lại nhập khẩu vị trí. Cầm đầu cái kia hắc sắc hồ điệp lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cỗ kia khí tức, nhưng Tiêu Phàm đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lão đại, người hình như là coi thường nàng thực lực. Thí Thần bĩu môi nói, giờ phút này tinh vân minh điệp, nhìn qua so vừa mới không biết muốn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nếu như cái này tinh vân minh điệp thật muốn đối Tiêu Phàm động thủ mà nói, bọn họ có lẽ căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có. Dù sao, bọn chúng chế tạo huyễn cảnh, đoán chừng liền Thí Thần trong thời gian ngắn cũng đào thoát không được đi. Tại sao ngươi không giết ta đây? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng lại là có chút mừng rỡ, này tinh vân minh điệp thực lực có vẻ như so tưởng tượng mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như tinh vân minh điệp thật xuất thủ, hắn Tiêu Phàm cũng có tự vệ thủ đoạn. Tu La Tử, ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể tại một tầng này sống sót. Hắc sắc hồ điệp hừ lạnh một tiếng, liền tiến nhập tinh vân vụ hải trong. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai này hắc sắc hồ điệp. Đã sớm nhìn ra bản thân thân phận. Ngẫm lại cũng đúng,
ba thần đều có thể cảm ứng được hắn huyết mạch chi lực, càng thêm cường đại hắc sắc hồ điệp lại làm sao có thể cảm ứng không đến đây. Nó sở dĩ không xuất thủ, chỉ là bởi vì bản thân thân phận mà thôi, dù sao nó nhiệm vụ là ngăn cản người khác tiến đến, cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. Tất nhiên Tiêu Phàm cũng đã tiến nhập 91 tầng, tự nhiên cũng chính là thông qua được khảo nghiệm. Đi thôi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đột nhiên, Tiêu Phàm lật tay lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong tức khắc truyền đến một đạo thanh âm, lão tam, các ngươi tiến vào 91 tầng. Lão nhị, các ngươi ở đâu? Tiêu Phàm hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, rốt cục nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm. Ta và cổ huynh ngay ở thông hướng 92 bước tầng nhập khẩu, cửa này không dễ chịu. Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi ở đó chờ chúng ta lập tức tới ngay. Tiêu Phàm vội vàng nói ra. Lập tức ba người nhanh chóng đạp không mà lên, hướng về thông hướng 92 bước tầng nhập khẩu tiến đến. Một tầng này dị ma thực lực mặc dù cường đại, liền thần vương cảnh đỉnh phong đều có không ít. Nhưng muốn ngăn cản Tiêu Phàm ba người, cơ bản là không thể nào, thí thần thực lực không cần nhiều lời. Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan bây giờ cũng toàn bộ đều có cùng thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực. Không sai biệt lắm ba canh giờ, Tiêu Phàm ba người rốt cục đi tới thông hướng 92 bước tầng nhập khẩu vị trí, lại là phát hiện, bốn phía có không ít thân ảnh tiềm phục. Tiêu Phàm ba người xuất hiện một khắc kia, một cỗ cường hoành khí tức tập trung vào hắn, có thể đến nơi này, cơ hồ đều là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, chí ít cũng phải là thần vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm xem như một cái trường hợp đặc biệt, chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ mà thôi, nhưng hắn thực lực, lại là liền thần vương cảnh hậu kỳ thiên tài cũng chưa hẳn có thể địch. Lão Tam, bên này, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy đỉnh một ngọn núi, Nam Cung Tiêu Tiêu đứng ở một gốc cổ thụ đỉnh, hướng về phía ba người vẫy tay. Lão nhị, người đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên người Nam Cung Tiêu Tiêu, trong lòng đại thạch cũng rốt cục rơi xuống, hắn một mực đều ở lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đều qua đến mấy năm, tổng không thể dậm chân tại chỗ A. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai nói. Ta liền đang dậm chân tại chỗ, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Ta không quá tin tưởng, người thực lực tuyệt đối không kém gì ta. Nam Cung Tiêu Tiêu không tin nói, đi. Trước xuống dưới, bằng không thật nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta đây. Mấy người một đầu cắm vào cổ lâm, cổ Nhược Trần cũng tiến lên đón, mấy người nói chuyện hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới hỏi, lão nhị, người nói cửa này không dễ chịu, có biết rõ trấn thủ 92 bước tầng nhập khẩu là cái gì? Cái kia đại gia hỏa thực lực rất mạnh a. Nam Cung Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Đại gia hỏa, Tiêu Phàm hơi sững sờ, hỏi cái gì đại gia hỏa? Cũng khó trách Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc, Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ thế nhưng là cũng đã đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ tu vi a, lấy hắn thực lực, bình thường thần vương cảnh đỉnh phong hẳn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, lấy hắn thực lực, thậm chí ngay cả 92 tầng cửa ải đều không vượt qua nổi. Bất quá từ 90 tầng cùng 91 tầng lối vào trấn thủ thanh thủ ba xà cùng tinh vân minh điệp thực lực đến xem. Này trấn thủ 92 tầng nhập khẩu, thực lực khẳng định không đơn giản. Là một tôn dung nham thạch hoàng, Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói. Thần thú bảng xếp hạng thứ 693 tên dung nham thạch hoàng. Quân Nhược Hoan hơi hơi kinh ngạc nói, sẽ không mỗi một tầng nhập khẩu trước mặt đều là thần thú bảng xếp hạng phía trên thần thú A. Thật đúng là có khả năng này, cổ Nhược Trần đắng chát cười nói. Chí ít từ hiện tại nhìn đến, đúng là như thế. Hơn nữa những cái này thần thú thực lực một cái so với một cái mạnh, không thể khinh thường. Này dung nham thạch hoàng thực lực như thế nào? Có cái gì đặc thù năng lực? Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, hắn từ ba thần trong miệng, đã sớm biết bản thân muốn đối mặt là một chút như thế nào cường đại tồn tại. Mà những cái này trấn thủ nhập khẩu cường giả, vẻn vẹn chỉ là đối bọn họ khảo nghiệm mà thôi, nếu như liền những cái này khảo nghiệm đều gây khó dễ, lại như thế nào đến tầng thứ 100? Thông qua trung cực khảo nghiệm đây. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm ngâm lúc này, nói thông hướng 90 tầng nhập khẩu, là một phiến tử hỏa chi pháp tác lực lượng ngưng tụ mà thành hỏa hải, người bình thường căn bản ngăn cản không được. Ta trước đó một người đi thử qua, đi đến 3/2 địa phương, rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được,
sau đó bị một cỗ lực lượng đánh bay đi ra. Hỏa diễm pháp tắc, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn ở hỏa diễm pháp tắc phương diện tạo nghệ, cũng chỉ là bình thường mà thôi, muốn dựa vào hỏa diễm pháp tắc lực lượng thông qua dung nham thạch hoàng khảo nghiệm, hy vọng hẳn là 10 phần nhỏ bé. Không chỉ có là hỏa diễm pháp tắc, nghe những người khác nói, coi như thông qua được hỏa diễm hải, còn phải tiếp nhận dung nham thạch hoàng ba kích công kích. Nam Cung Tiêu Tiêu nói, kia ba kích, ta ngược lại là có tự tin, nhưng là này hỏa diễm pháp tắc, lại khó có thể kiên trì. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hồi lâu mới nói, nếu như chúng ta bên trong có một người có thể thông qua khảo nghiệm, những người khác cũng có thể đi qua sao? Không được, Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nói, ai có thể thông qua khảo nghiệm, người đó liền có thể vượt qua. Tiêu Phàm cau mày, nếu như là nói như vậy, vậy bọn hắn những người này thực lực không đồng nhất, muốn cùng nhau tiến vào, đó là không có khả năng. Vừa mới trùng phùng, đám người rất nhanh liền lại muốn chia lìa. Điện chủ, ngươi liền không cần phải để ý đến chúng ta, lấy ngươi thực lực, hẳn là có thể đi càng xa. Cổ Nhược Trần nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, vô cùng trịnh trọng nói. Ta ngược lại không gấp, hiện tại nhanh nhất không phải cũng mới đến 94 tầng sao. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ở không có đột phá thần vương cảnh trung kỳ trước đó, hắn cũng không muốn tùy tiện sấm quan. Dù sao, càng đi chỗ sâu, khảo nghiệm khẳng định càng thêm gian nan. Hơn nữa gặp gỡ dị ma thực lực cũng càng cường đại. Những cái này có lẽ vẫn là thứ yếu, nguy hiểm nhất là gặp gỡ mặt khác tu sĩ, bách sát chiến trường vốn liền là cổ vũ các đại tu sĩ tầm đó lẫn nhau trèo phong. Hắn bây giờ chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, nhưng trên người quân công chỉ cũng đã xếp hàng hạng 7, nếu như khiến người khác biết rõ hắn tu vi, 8-9 phần 10 sẽ tìm hắn phiền phức. Một khi đột phá thần vương cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm đối mặt những người kia, nguy hiểm cũng phải nhỏ rất nhiều. Lão Tam, người cũng không nên quá cấp bách, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm bách sát bảng đây, ta và cổ huynh ở chỗ này, đều có không ít người tìm qua chúng ta phiền phức, hai ngày trước còn lớn hơn chiến một trận, giết một người, lúc này mới thở một hơi. Nam Cung Tiêu Tiêu nói, người hiện tại quân công trị bao nhiêu, làm sao còn không có lên bảng? Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nghi hoặc hỏi. Ở hắn nhìn đến, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, tiến vào trước 200 tên, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng hắn ở trên bách sát bảng, cũng không có nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu danh tự, này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Không bao nhiêu người, mới không đến 100 vạn mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói, ta ngay từ đầu cũng không biết, quân công chỉ còn có dùng, nên giết chết người, quân công chỉ cũng không có chiếm lấy. Nếu không mà nói, tiến vào trước 200 tên hẳn là không khó, bất quá như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không bại lộ ta vị trí, nhưng muốn giết ta người không thể làm gì. Tiêu Phàm mấy người vô cùng ngạc nhiên, chiếu Nam Cung Tiêu Tiêu ý tứ, hắn quân công trị, tuyệt đối cũng có thể đi đến mấy trăm vạn, có thể xâm nhập 91 tầng, hắn giết người khẳng định cũng không phải số ít. Oanh, Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, đột nhiên, nơi xa một trận to lớn tiếng vang truyền đến. Từng đạo huyết kim sắc hỏa diễm trùng thiên mà lên, bao phủ nửa bên thiên không, chân trời đám mây đều bị nhuộm thành huyết kim sắc, hết sức lóa mắt. Lại có người sấm quan, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, đạp không mà lên, đứng thẳng ở một gốc cổ thụ đỉnh, ngắm nhìn phương xa nói. Tiêu Phàm bọn họ cũng đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn phương xa, mấy chục dặm bên ngoài, một cỗ cuồng bá khí tức đang đan xen lấy, lờ mờ có thể nhìn thấy. Một tôn đạt đến trên trăm trượng thạch đầu nhân hư ảnh, đứng sừng sững ở cái kia, khí thế khiếp người. Thạch đầu nhân từ từng khối cự đại thạch đầu tổ thành, chỉnh thể hiện lên huyết kim sắc, mỗi khỏa thạch đầu tầm đó, còn có không ít liệt phùng, có vô số hỏa diễm đang thiêu đốt. Ở thạch đầu nhân hư ảnh phía dưới, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua, chung quanh bị vô tận hỏa diễm bao phủ, dù là cách nhau mấy chục dặm, cỗ kia cực nóng khí tức, cũng khiếp người vô cùng. Lão Tam, kia chính là dung nham thạch hoàng tàn ảnh, hắn chân thân ở 92 tầng. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hòn đá kia người hư ảnh, thần sắc ngưng trọng nói, đối với cái kia dung nham thạch hoàng thực lực, là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Một đạo tàn ảnh, vậy mà liền so với bình thường thần vương cảnh đỉnh phong mạnh hơn, chân thân lại là biết bao đáng sợ. Quân Nhược Hoan thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng. Nhược Hoan, lấy ngươi thực lực. Người cảm thấy có mấy thành nắm chắc có thể thông qua.
Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem Quân Nhược Hoan nói. Chín thành, a, à, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, Quân Nhược Hoan thế nhưng là lĩnh ngộ thiên chi pháp tắc, có thể áp chế mặt khác pháp tắc lực lượng, có thể thông qua cũng hợp tình hợp lý. Nếu như hắn đều không cách nào thông qua, những người khác liền càng thêm khó khăn. Bất quá lời này đứng ở Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần hai người trong tai, lại là nhường hai người rung động không thôi. Chín thành, cũng không sợ cười đến rụng răng, liền xem như Bách Sát bảng năm người đứng đầu, cũng chưa hẳn dám nói bản thân có chín thành nắm chắc thông qua một tầng này khảo nghiệm a. Có ít người cũng quá tự cho là đúng a, không biết các hạ là cái nào đế vực thiên tài nhân vật đây. Đoán chừng không phải đế vực thiên tài, mà là cổ cương thiên kiêu a, ta nhớ kỹ Hoang Vô Lân đều nói bản thân chỉ có tám thành nắm chắc có thể thông qua, nhìn đến các ngươi so Hoang Vô Lân đều mạnh hơn a. Đột nhiên, một trận châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, lại là cách đó không xa, có mấy người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một nhóm, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Quân Nhược Hoan ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh quét những người kia một cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Làm sao? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao? Trong đó một người mặc hắc sắc chiến giáp thanh niên thần sắc lạnh lùng, nghiền ngẫm cười nói, ngươi nếu là muốn động thủ mà nói, ta phụng bồi đến cùng, ta cũng nghĩ thử xem so Hoang Vô Lân đều muốn tự tin người, là cái gì đồ chơi? Quân Nhược Hoan ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cách đó không xa mấy người, đáy mắt chỗ sâu lập lòe nồng đậm sát ý, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Hắn chỉ bất quá nói một câu mà thôi. Những người kia chào phúng hắn cũng liền bình thường, vậy mà còn chủ động gây hấn hắn, này khiến trong lòng của hắn như thế nào thư sướng. Bất quá, Quân Nhược Hoan mới vừa chuẩn bị tiến lên, liền bị Tiêu Phàm ngăn lại, nhìn đều không nhìn một số người một cái, ngược lại nhìn xem Quân Nhược Hoan nói, thích gọi chó, đồng dạng đều sẽ không cắn người, cũng không có cắn người thực lực. Là, công tử, Quân Nhược Hoan nhìn thấy, trong lòng lửa giận tức khắc tan thành mây khói. Ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần cùng Cổ Nhược Trần ba người trực tiếp không kiêng nể gì cả cười ra, Tiêu Phàm mắng người đến, thật đúng là không mang theo chữ thô tục. Hỗn trướng, người mắng ai là chó? Nhưng mà, đối diện mấy người lại là lên cơn giận dữ, sát khí bừng bừng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta mắng ngươi sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem những người kia, trong mắt đều là vẻ miệt thị. Những người này thực lực mặc dù không yếu, cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên cùng một người khác càng là đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, những người khác cũng đều là thần vương cảnh trung kỳ tu vi. Dạng này thực lực, không thể bảo là không mạnh. Nhưng là, Tiêu Phàm bọn họ một nhóm thực lực cũng không yếu, Thí Thần một người, liền đủ để đối phó bọn hắn. Nghe được lời này, đối diện mấy người càng là giận không thể át, bọn họ như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Đó là đang mắng bọn họ liền chó đều không bằng a, bởi vì bọn hắn liền nhường Tiêu Phàm mắng tư cách đều không có. Tiểu tử, có gan tới một trận chiến. Hắc sắc chiến giáp thanh niên cầm trong tay một thanh đại thiết kiếm, chỉ Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Công tử, thuộc hạ xin chiến. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Quân Nhược Hoan liền khom người nói. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan một cái, hắn phát hiện, đây mới là chân chính Quân Nhược Hoan. Có lẽ trước kia, hắn ẩn nhẫn phụ trọng, một mực đang ẩn giấu bản thân. Chuẩn, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một chữ, về phần hắc sắc chiến giáp thanh niên, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Hừ, ta cũng phải nhìn xem, một cái dám nói có chín thành nắm chắc thông qua dung nham thạch hoàng khảo nghiệm người, có bao nhiêu cân lượng. Hắc sắc chiến giáp thanh niên quát lạnh nói. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, bại ngươi, một chiêu liền có thể. Quân Nhược Hoan lười nhác cùng hắn nói nhảm. Lời còn chưa dứt, thân hình trực tiếp biến mất ở nguyên chỗ, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở hắc sắc chiến giáp thanh niên trước người. Thật nhanh tốc độ, những người khác nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhất không gì bằng hắc sắc chiến giáp thanh niên, hắn còn chưa làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có thể Quân Nhược Hoan cũng đã đi tới hắn trước người. Bất quá, hắn có thể đủ đi đến nơi đây. Thực lực tự nhiên cũng không yếu, phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, đại thiết kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, đầy trời kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Đồng thời, chung quanh lôi điện xen lẫn, đầy trời lôi điện pháp tắc mãnh liệt, phô thiên cái địa hướng về Quân Nhược Hoan nghiền sát mà tới. A, à, Quân Nhược Hoan khẽ cười một tiếng,
một loại vô hình lực lượng từ trên người hắn dập dờn mà ra, một thoáng thời gian, kia đầy trời lôi điện pháp tắc, đột nhiên quỷ dị chấn động một cái. Đồng thời, Quân Nhược Hoan một cước hung hăng đá ra, không nhìn thẳng lôi điện pháp tắc, trùng điệp đá vào hắc sắc chiến giáp thanh niên trên mặt. Ầm một tiếng nổ vang, hắc sắc chiến giáp thanh niên giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, hung hăng đập ở trên một ngọn núi, cả tòa sơn phong bỗng nổ tung, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên, kinh hãi nhìn xem Quân Nhược Hoan, trong lòng run rẩy không thôi. Vẻn vẹn một cước, vậy mà liền đánh bại thần vương cảnh hậu kỳ hắc sắc chiến giáp thanh niên, hơn nữa còn là đạp ở trên mặt hắn. Nếu như một kích này là dùng kiếm, đoán chừng hắc sắc chiến giáp thanh niên cũng đã bỏ mình đạo tiêu đi. Một kích, thật chỉ là một kích, có người kinh hô lên tiếng, trong lòng rung động không thôi. Giờ khắc này, lại không người dám khinh thường Quân Nhược Hoan thực lực, hắn nói có chín thành nắm chắc thông qua 92 tầng khảo nghiệm, này tuyệt đối không phải cuồng vọng, mà là hắn thật có cái này lòng tin. Ngay sau đó, rất nhiều người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, Quân Nhược Hoan xưng hô người này là công tử, muốn đến Quân Nhược Hoan chỉ là cái này cá nhân hạ nhân mà thôi. Một cái hạ nhân cứ như vậy kinh khủng, vậy hắn chủ tử đây. Trong lúc nhất thời, đám người không dám tiếp tục nghĩ, rất nhiều người nuốt nuốt nước bọt, vội vàng thu hồi trên mặt gây hấn cùng vẻ khinh miệt. Quân Nhược Hoan đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm phiến kia phế tích, khinh thường phun ra mấy chữ, không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích, đây chính là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả A, có thể đạt tới một tầng này, thực lực tự nhiên bất phàm, có thể ở người này trong mắt, chỉ là cái này đánh giá mà thôi. Bất quá, ai cũng không dám phản bác Quân Nhược Hoan lời nói, hắc sắc chiến giáp thanh niên một kích liền chiến bại, không phải không chịu nổi một kích lại là cái gì đâu. Hỗn trướng, lúc này, một tiếng quát lớn từ phế tích cùng trong bụi bậm truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh gào thét mà tới, một đạo mấy trăm trượng dài lôi điện kiếm cương nổi giận chém mà xuống. Quân Nhược Hoan mặt không biểu lộ, thân thể hướng một bên lóe lên, động tác mười phần phiêu giật, dường như nhẹ yến đồng dạng, không lưu bất cứ dấu vết gì. Lôi điện kiếm cương vồ hụt, trùng điệp đập trên mặt đất, cuồng bạo kiếm khí đem mấy tòa sơn phong xé mở, đủ để có thể thấy được một kiếm này cường đại. Nhưng lại như thế nào cường đại, liền Quân Nhược Hoan thân thể đều đụng không đến, lại có gì hữu dụng đâu. Người muốn chết hay sao? Quân Nhược Hoan cũng tức giận, hắn không nghĩ đến hắc sắc chiến giáp thanh niên bại còn không cam tâm, dĩ nhiên thật muốn cùng hắn liều mạng. Chết, muốn chết người là ngươi. Hắc giáp thanh niên phẫn nộ đến cực điểm, mắt như chuông đồng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Quân Nhược Hoan một cước đạp ở trên mặt, cái này đối hắn tới nói, thế nhưng là vô cùng sỉ nhục. Nếu như không tìm về chàng tử, trong lòng của hắn ngụm kia nộ khí lại làm sao nuốt xuống đây. Cung Giật tốt xấu cũng là man hoang cổ cương cung ra người, bị người ngay trước mặt nhiều người như vậy đạp một cước, làm sao có thể cam tâm đây. Người kia ngoan ngoãn nhường Cung Giật đạp mấy cước cũng liền bình thường, nếu không, đoán chừng những người này đều phải không may. Đúng vậy a, Cung gia tốt xấu cũng là man hoang cổ cương gia tộc, cho dù các đại đế vực đều muốn cho mặt mũi, hắn dám đạp Cung Giật mặt, đây không phải là tương đương với lại đánh Cung gia mặt sao? Đoàn người nhìn thấy hắc giáp thanh niên Cung Giật không muốn sống đồng dạng thẳng hướng Quân Nhược Hoan, lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt toàn bộ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Cung gia người, Quân Nhược Hoan lông mày hơi nhíu, những người kia thanh âm không lớn, nhưng hắn lại là rõ ràng nghe được. Nếu như cái này hắc giáp thanh niên thực sự là Cung gia người mà nói, kia xác thực có chút phiền toái. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết rõ sợ, đã chậm, ngươi tốt nhất đứng ở đó để cho ta đem ngươi đầu chặt xuống tới, nếu không các ngươi những người này, đều chết không yên lành. Hắc giáp thanh niên Cung Giật trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt càng là ngạo nghễ vô cùng. Thân làm cổ cương đại gia tộc đệ tử, trên cơ bản có thể ở các đại đế vực đi ngang, không có người nào dám đắc tội. Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trong lúc nhất thời cũng có chút rối rắm. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, giết A. Giết A. Hai chữ này bình thản, liền tựa như bình thường ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nhưng lại phát ra một cỗ không thể địch nổi sát ý, giống như thiên uy đồng dạng. Quyền uy không cho phép gây hấn định. Lời này vừa nói ra,
đám người ánh mắt nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, trên mặt Tiếu Dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, tựa như bị người hung hăng quạt một bàn tay một dạng. Kia Cung Giật cũng đồng dạng như thế, hắn thế nhưng là cung gia người A, người này dĩ nhiên nói muốn giết bản thân. Giết ta, ngươi muốn giết ta, Cung Giật lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, trong tay đại thiết kiếm chỉ Tiêu Phàm nói, tiểu tử, ta lại cho ngươi một lần nữa sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Không thể không nói, này Cung Giật rất cường thế, thân làm cổ cương gia tộc thiên tài, ở một đám đế vực cùng cổ vực tu sĩ trước mặt, có rất mạnh cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này hoàn toàn đến từ hắn trong xương cốt, nhưng hắn có thể đủ miệt thị tất cả không phải là cổ cương tu sĩ, đây cũng là hắn như thế cường thế nguyên nhân. Đáng tiếc, hôm nay chú định nhường hắn thất vọng rồi, hắn gặp gỡ người nếu là kẻ khác, có lẽ còn có thể kiêng kỵ hắn thân phận. Nhưng là, Tiêu Phàm là người nào? Từ tu luyện tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ sợ qua cái gì, đối phương muốn giết hắn, hắn thật chẳng lẽ đứng ở đó nhường kẻ khác giết sao? Đó là không có khả năng, người nếu muốn giết hắn, hắn tuyệt đối gấp 100 lần hoàn lại. Ngu ngốc đồ chơi, Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thí thần liền vô cùng khó chịu, lách mình biến mất ở bên người Tiêu Phàm, lần nữa xuất hiện, đã là ở Cung Giật trước người. Hắn nhấc chân phải lên hung hăng đá vào Cung Giật bên trái trên mặt, Cung Giật trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn kèm theo mấy khỏa răng máu, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Đoàn người nghị luận âm thanh cũng két két mà tới, đây chính là Cung Giật A, vừa mới bị người đạp một cước cũng liền bình thường, bây giờ dĩ nhiên lại bị đạp một cước. Cung Giật cũng không nghĩ đến, bản thân bại lộ thân phận, đối phương dĩ nhiên còn dám đối bản thân động thủ. Ta muốn giết các ngươi, Cung Giật gào thét thanh âm từ trong bụi bậm truyền ra, hôm nay bị người đạp hai cước, nếu là không thể cọ rửa loại này sỉ nhục, về sau ở cổ cương còn như thế nào có mặt trộn lẫn. Muốn giết chúng ta, người còn chưa đủ tư cách, thí thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa xông vào bụi bặm, tốc độ sắp tới cực hạn, giống như thuấn di một dạng. Hắn một cái tay hung hăng bấm Cung Giật cổ, trực tiếp đem Cung Giật nhấc lên, Cung Giật sắc mặt chướng đỏ bừng, trên trán gân xanh càng là kịch liệt ngọ nguậy, một đôi sung huyết con mắt thiếu chút nữa thì bạo đi ra. Một thoáng thời gian, bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thí thần. Đã quên đi rồi nơi xa còn có người sấm quan sự tình. Ta lại một lần nữa cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, ngươi nghĩ giết ai? Thí thần cười lạnh nhìn xem Cung Giật nói. Đừng nhìn hắn chỉ là một cái tiểu hài bộ dáng, nhìn qua cũng là một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng hắn bản thể thế nhưng là thí thần tổ thú, đây chính là giữa thiên địa xếp hạng 16 thần thú, dù là hóa thành hình người, cũng vẫn như cũ khó sửa đổi cỗ kia dã tính. Hơn nữa, hắn cùng ở bên người Tiêu Phàm nhiều năm như vậy, cũng nhiều ít lây dính Tiêu Phàm một chút tập tính, ngươi nếu tốt với ta, ta cũng đối tốt với ngươi, có thể ngươi nếu dám giết ta, ta cũng có thể diệt ngươi cả nhà. Cung Giật bị hắn bấm cổ, nơi nào còn có thể nói ra, trên mặt cỗ kia cảm giác ưu việt rốt cục biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là vô tận sợ hãi. Hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân thế nhưng là man hoang cổ cương cung gia người A. Những người này tại sao dám giết bản thân? Chẳng lẽ bọn họ cũng là đến từ mặt khác cổ cương? Cũng chỉ có cái này giải thích, mới có thể giải thả thông, Tiêu Phàm bọn họ tại sao không kiêng nể gì cả? Đã ngươi không nói, vậy ta liền đại biểu ngươi từ bỏ một lần này cơ hội. Thí thần nhếch miệng cười nói. Tha, tha, mệnh, Cung Giật sắc mặt đại biến, dùng hết toàn lực từ cổ họng gạt ra mấy chữ, hắn như thế nào không biết. Trước mắt cái này 12-13 tuổi thiếu niên, là thật dám giết bản thân a. Tha mạng, không cần, ta lão đại nói giết ngươi, ngươi liền đã là một cái người chết, cho ngươi một cái sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, cũng chỉ là để ngươi chết thể diện một điểm mà thôi. Thí thần thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, tay hắn nhẹ nhàng vặn một cái, Cung Giật đầu tức khắc nghiêng về một bên, đồng thời một cỗ bàng bạc lực lượng phóng tới Cung Giật thể nội, phá hủy hắn sinh cơ cùng linh hồn. Bàng bạc thần lực càng là tràn vào thí thần thể nội, cái này đối hắn tới nói, thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Cung Giật chết, đoàn người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm một nhóm. Đây chính là man hoang cổ cương cung gia người A, lại bị một cái 12-13 tuổi thiếu niên giết chết,
chẳng lẽ bọn họ thật không e ngại cung gia sao? Vừa mới những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, trên mặt cũng đều là hoảng sợ, bọn họ cũng không cho rằng mình là cung giật đối thủ. Liền cung giật đều chết rồi, bọn họ những người này, há lại Tiêu Phàm bọn họ đối thủ. Lão đại, này cho ngươi. Thí thần tiện tay ném ra cung giật thi thể, đi tới Tiêu Phàm trước người, trong tay cầm một mai càn khôn giới, cùng một khối quân công bài. Giờ phút này, quân công bài, từng đạo quang vũ huy sái mà ra, hiển nhiên là vô chủ quân công trị. Tiêu Phàm ngược lại cũng không khách khí, buông tay một chiêu, tất cả quang vũ hoàn toàn bị phong cấm, hướng về Tiêu Phàm bên hông quân công bài bay đi. Một lát sau, bách sát bảng phía trên kiếm hồng trần thứ tự lần nữa phát sinh biến hóa, Tiêu Phàm quân công trị, dĩ nhiên đạt đến hơn 3.000 vạn. Nguyên bản Tiêu Phàm bài danh chỉ là đang hạng 7, nhưng mà giờ phút này, nháy mắt nhảy lên tới hạng 5, đi tới hai cái thứ tự. Hắn là kiếm hồng trần. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo kinh khủng thanh âm. Lại là cùng cung giật đi ở cùng một chỗ mấy người, một mặt kinh hoàng nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ thế nhưng là biết rõ cung giật quân công chỉ có bao nhiêu, đây chính là hơn 1.200 vạn A, hiện tại Tiêu Phàm quân công chỉ nháy mắt tăng 1.200 vạn, cả hai cơ hồ giống nhau như đúc, bọn họ như thế nào không biết Tiêu Phàm thân phận đây. Chỉ là nghĩ đến bản thân vừa mới vậy mà ở trào phúng bách sát bảng top 10 nhân vật, bọn họ trong lòng cũng có chút run lên. Không nghĩ đến vẫn là một đầu đại ngư A, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm thiếu dung. Hơn 1.200 vạn quân công trị, vậy cũng đủ để xếp vào top 30 tên, cái này cung giật thực lực mặc dù không làm sao, nhưng muốn đến làm không ít dùng thân phận áp bách người sự tình. Nếu không, lấy hắn thực lực, là tuyệt đối không có khả năng lấy được hơn 1.000 vạn quân công trị. Lão Tam, hạng 5, chúc mừng, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là một mặt mừng rỡ, tựa như xâm nhập bách sát bảng hạng 5 là chính hắn một dạng. Tiêu Phàm mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cùng cung giật đi tương đối gần mấy người, những người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Còn có ai muốn động thủ, chúng ta đều vui lòng phụng bồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vui lòng phụng bồi, đám người khóe miệng giật một cái, là vui lòng cho ngươi đưa quân công chỉ A. Mấy người chỗ nào còn dám cùng Tiêu Phàm là địch, chỉ có thể vội vàng lắc lắc đầu, miệng nói không dám. Công tử. Cái kia Hoang Vô Lân cũng đã xâm nhập 95 tầng. Lúc này, Quân Nhược Hoan đột nhiên ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, bọn họ lúc này mới tiến vào 91 tầng mà thôi, dĩ nhiên đã có người xâm nhập 95 tầng. Hoang Vô Lân, đạt đến 5.000 vạn quân công trị, nhìn đến thực lực cũng không phải bình thường mạnh a. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hướng cung giật dạng này thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm căn bản không sợ. Nhưng hắn biết rõ, bách sát chiến trường, vẫn là tồn tại chân chính cao thủ. Lần trước ở Túy Thần Lâu gặp gỡ hắc bào mặt nạ nam, liền là một cái cực kỳ đáng sợ cao thủ, dù là hiện tại Tiêu Phàm đánh với, cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Lão Tam, Chiến Hoàng Thiên cùng Vũ Vạn Kiếm cũng thông qua được. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên lại kêu lên, thần sắc hơi có chút phức tạp. Chiến Hoàng Thiên cái tên này, nhưng hắn cảm thấy quen thuộc mà lại lạ lắm. Không biết đến cùng phải hay không cùng một người. Tiêu Phàm nhìn ra Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng nghi hoặc, nói Chiến Hoàng Thiên, 89 phần 10 là chúng ta quen biết một cái kia, lần trước chúng ta không phải gặp qua Diệp Khuynh Thành sao? Diệp Khuynh Thành, Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói, ta cũng không nghĩ đến Diệp Khuynh Thành vậy mà ở bách sát bảng xếp hạng 48. Tiêu Phàm quét một cái bách sát bảng, lại là phát hiện, Diệp Khuynh Thành danh tự, dĩ nhiên thật xếp hạng 48. Hơn nữa, đã tới 93 tầng. Nhìn đến, này bách sát bảng cũng không thể vẻn vẹn chỉ nhìn quân công chỉ A. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Diệp Khuynh Thành có thể xâm nhập 93 tầng, này đã là một loại thực lực thể hiện, có lẽ là hắn giết người và dị ma ít, nên quân công chỉ không cao. Lần trước huyết hải tinh thần xuất hiện thời điểm, hắn vẫn chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, không nghĩ đến trưởng thành nhanh như vậy. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lão Tam, này Chiến gia cùng Diệp gia địa vị cũng quá lớn đi, Diệp gia còn tốt, chỉ là Vạn La đế vực cái nào đó gia tộc, mà Chiến gia, ta nghe nói là man hoang cổ cương số 1 số 2 cổ tộc A. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc cực kỳ không bình tĩnh.
ai có thể nghĩ tới, một cái tiểu thế giới bên trong, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy nội tình thâm hậu đại thế lực đây. Có lẽ cũng chỉ là những cái này gia tộc thế lực chi nhánh mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói, nếu như Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuynh Thành được coi trọng, đoán chừng cũng sẽ không tham gia bách sát chiến trường. Hắn rất rõ ràng, tham gia bách sát chiến trường là vì cái gì, đó là vì tiến vào cái gọi là thí luyện cổ lộ, tìm kiếm đột phá đại đế cơ duyên. Diệp Khuynh Thành còn tốt, dù sao Diệp gia cũng chỉ là vạn la đế vực một cái gia tộc, không có tiến vào thí luyện cổ lộ tư cách. Nhưng Chiến Hoàng Thiên khác biệt a, hắn thế nhưng là cổ cương đại gia tộc người, nếu như Chiến Hoàng Thiên được coi trọng mà nói, căn bản không tất yếu đến bách sát chiến trường mạo hiểm. Cũng đúng, Nam Cung Tiêu Tiêu rất tán thành gật gật đầu, có lẽ, giờ phút này Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuynh Thành tình cảnh cũng không phải tốt như vậy. Đáng tiếc, Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong bọn họ cũng ở 90 tầng, muốn giết bọn họ sợ là có chút khó khăn. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén sát ý. Công tử, người trước thông qua khảo nghiệm a, ta lưu lại cùng Nam Cung huynh bọn họ cùng một chỗ, một phần vạn gặp được Thiên Tinh Tử bọn họ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một bên Quân Nhược Hoan mở miệng nói. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ không muốn tiến vào 92 tầng, là lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy mà thôi. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng hắn biết rõ, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn thông qua một tầng này khảo nghiệm lại là không khó. Lão Tam, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, cửa này, ta vẫn có chút lòng tin, tiếp qua 2-3 tháng, ta liền có thể vượt qua. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Tiêu Phàm trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới nói, cũng tốt, vậy các ngươi cùng cổ huynh cùng một chỗ, an nguy trọng yếu nhất. Lập tức lại nhìn về phía nơi xa mấy người, trong mắt lóe qua một vòng ác liệt, nếu là những người này còn dám tìm phiền phức, trực tiếp làm thịt chính là. Lời này nhưng đem đối diện những người kia dọa cho phát sợ, mấy người không khỏi rụt rụt cổ. Thí thần, chúng ta đi. Tiêu Phàm nhìn về phía kia hỏa diễm hải, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Lão đại đi đâu, ta liền đi đâu. Thí thần nhếch miệng cười nói, một chút đều không có lo lắng ý tứ, lấy hắn thực lực, những cái này cửa ải, lại là không làm gì được hắn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người đồng thời đạp không mà lên, xông thẳng thông hướng 92 tầng nhập khẩu mà đi. Làm hai người tới gần nhập khẩu thời khắc, từng đạo hỏa diễm mãnh liệt mà ra, nháy mắt hóa thành một phiến hỏa diễm hải, dung nham thạch hoàng hư ảnh tái hiện, thao túng mạn thiên hỏa diễm biển hướng về Tiêu Phàm cùng thí thần vọt tới. Lão đại, xem ai trước vượt qua. Thí thần sang sảng cười một tiếng, ở trong hỏa diễm hải như vào chỗ không người, chốc lát liền xông vào nhập khẩu. Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, thí thần thực lực, có thể so sánh hắn mạnh không phải một điểm nửa điểm a. Bất quá, hắn cũng không cam lòng lạc hậu, vô tận chi hỏa bảo vệ thân thể, mảnh này hỏa diễm hải đối với hắn tới nói, cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền như dẫm trên đất bằng đồng dạng, tiến nhập nhập khẩu. Đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều một mặt kinh ngạc, nhất là Tiêu Phàm hiển lộ tu vi, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ mà thôi. Một cái thần vương cảnh tiền kỳ tu sĩ, dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay thông qua được hỏa diễm pháp tắc công sát, này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng đây? Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, này tuyệt đối không phải giả. Coi như thông qua được hỏa diễm hải lại như thế nào, còn phải tiếp nhận dung nham thạch hoàng ba kích, coi như thần vương cảnh hậu kỳ, đều không nhất định ngăn cản được. Có người không phục nói ra. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn cũng đã bước vào nhập khẩu hỏa diễm càng đáng sợ hơn, cũng may Tiêu Phàm mặc dù không có lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, nhưng vô tận chi hỏa liền đầy đủ chống đỡ. Một lát sau, Tiêu Phàm nhìn thấy lối ra, đồng thời, một đầu đạt đến trên trăm trượng dung nham thạch hoàng ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, so cái kia hư ảnh càng thêm đầy đủ thị giác trùng kích tính, cuồng bạo khí thế bức Tiêu Phàm lui về phía sau mấy bước. Tu La Tử, dung nham thạch hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, con người hơi hơi co rụt lại, ngữ khí có chút run rẩy. Ra tay đi, Tiêu Phàm không phải để ý tới đối phương ở hay không ở vượt bản thân thân phận, vô tận chiến huyết sôi trào, đồng thời điều động Tu La Ma Ảnh lực lượng, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập toàn thân. Thần vương cảnh tiền kỳ, người nghĩ xông qua ta cửa này, còn sớm một chút.
Dung Nham Thạch Hoàng hừ nhẹ một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đến. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, đồng dạng một quyền nghênh đón, nếu như là liều thực lực, hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ, nhưng là nhục thân, Tiêu Phàm tự tin, thần vương cảnh, tuyệt đối hiếm có đối thủ. Oanh, hai người quyền cương hung hăng đụng vào nhau, đừng nhìn Tiêu Phàm ở trước mặt Dung Nham Thạch Hoàng nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn vẫn cứng rắn sinh sinh cùng Dung Nham Thạch Hoàng nắm đấm giằng co cùng một chỗ. Đây mới thực là nhục thân va chạm, lực lượng giao phong. Phá cho ta, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, vô tận chiến huyết thôi động đến cực điểm, Tu La Ma ảnh hiện lên ở hắn bên ngoài thân, chớp mắt, Tiêu Phàm lực lượng tăng vọt. Bịch một tiếng nổ vang, chỉ thấy kia to lớn Dung Nham Thạch Hoàng, lại bị Tiêu Phàm nắm đấm đẩy lui, trên trăm trượng thân thể, trực tiếp ở hư không nổ tung lên. Nếu là những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ rung động không thôi, đây thật chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ thực lực sao. Thần vương cảnh đỉnh phong Dung Nham Thạch Hoàng, lại bị Tiêu Phàm một quyền làm vỡ nát. Có lẽ, ngay cả Dung Nham Thạch Hoàng bản thân đều không nghĩ đến, trước mắt Tu La Tử, nhục thân dĩ nhiên như thế đáng sợ, mặc dù chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, nhưng nhục thân, lại so thần vương cảnh đỉnh phong còn muốn đáng sợ. Ầm ầm, Dung Nham Thạch Hoàng nổ tung, cự đại thạch đầu rơi đầy đất, giống như vô số vẫn thạch rơi đập đồng dạng, mặt đất đâu đâu cũng có hỏa diễm. Bất quá vẻn vẹn chốc lát, những cái kia thạch đầu lần nữa gây dựng lại, một cái hô hấp thời gian, liền lại biến thành Dung Nham Thạch Hoàng bộ dáng. Tiêu Phàm mặc dù dựa vào nhục thân làm vỡ nát hắn, hắn là luận chân chính thực lực, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải Dung Nham Thạch Hoàng đối thủ, dù sao đối phương chính là thần vương cảnh đỉnh phong. Vừa mới một kích, Dung Nham Thạch Hoàng cũng không có sử dụng pháp tắc lực lượng. Lại đến, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Trên người chiến ý đắt đỏ, huyết dịch đều đang sôi trào lấy. Không cần, ngươi cũng đã thông qua khảo nghiệm, bất quá ngươi phải cẩn thận phía sau huynh đệ tỉ muội, bọn họ sẽ không để cho ngươi tùy tiện thông qua. Dung Nham Thạch Hoàng ầm vang một tiếng ngồi dưới đất, ung dung mở miệng nói. Tiêu Phàm hơi sững sờ, thông qua này Dung Nham Thạch Hoàng khảo nghiệm, không phải cần tiếp nhận ba kích sao? Bản thân lúc này mới chịu đựng một kích mà thôi, liền để bản thân thông qua khảo nghiệm. Tạ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, ôm quyền nói, hắn cũng biết rõ, đối phương hẳn là xem ở mình là Tu La Tử về mặt thân phận, nên mới không có tiếp tục xuất thủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Dung Nham cự nhân cũng công nhận bản thân thực lực. Không cần cảm ơn ta, thân thể ngươi, so chủ nhân còn mạnh hơn. Dung Nham Thạch Hoàng Kim Thạch Thanh âm vang lên, nghĩ đến ba thần tiểu tử kia cũng đã cùng ngươi nói qua những chuyện này, ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời. Ngươi đi đi. Sau này còn gặp lại, Tiêu Phàm cũng không có dây dưa, lách mình hướng về nơi xa bay đi, thí thần ở cách đó không xa chờ đợi Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, tức khắc đi tới. Lão đại, vẫn là ta nhanh, thí thần cười ha ha nói, kia ngốc đại cá tử, ngay cả ta quần áo đều đụng không đến. Tiêu Phàm không còn gì để nói, có lẽ cũng chỉ có thí thần, mới có thể chính diện tránh thoát Dung Nham Thạch Hoàng công kích. Nếu là đổi lại những người khác, nhất định là làm không đến. Đi, tiếp tục tầng tiếp theo. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cùng thí thần hướng về cuối chân trời lao đi. Dung Nham Thạch Hoàng nhìn qua Tiêu Phàm rời đi thân ảnh, thật lâu thất thần, hồi lâu mới nói, đây chính là thế hệ này Tu La Tử sao. Cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Dừng một chút, Dung Nham Thạch Hoàng lại thở dài một hơi, nói, chủ nhân, ngài thật đi sao. Một lát sau. Dung Nham Thạch Hoàng lại lâm vào yên lặng, Tiêu Phàm xuất hiện, cũng đã cải biến bọn họ tâm tính. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người cũng đã đi sâu vào mấy vạn dặm, tìm kiếm lấy thông hướng 90 tầng nhập khẩu. Lão đại, ta cảm giác, kia ba thần cũng tốt, Dung Nham Thạch Hoàng cũng tốt, đối ngươi thái độ mập mờ a. Thí thần đột nhiên cổ quái nói ra. Mập mờ, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái từ này là như thế dùng sao? Người nghĩ a, người là thế hệ này Tu La Tử, dựa theo Tu La tộc quy củ, một đời của Tu La tộc trưởng, cũng chính là bọn họ chủ nhân cũng liền chết rồi, dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ là không tất yếu cho ngươi mặt mũi a. Thí thần trầm ngâm nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, còn đúng là chuyện như thế. Dung Nham Thạch Hoàng, ba thần cùng Tinh Vân Minh Điệp bọn họ chủ nhân đã chết, đồng dạng tới nói,
là có thể khôi phục sự tự do. Nhưng bọn họ cũng không có, hơn nữa chẳng những không có đắc tội bản thân, mơ hồ còn có nịnh nọt bản thân ý tứ. Nếu không mà nói, bọn họ căn bản không tất yếu lưu thủ, hoàn toàn có thể toàn lực ứng phó. Thí thần là mạnh, nhưng là tuyệt đối không có khả năng ở dung nham thạch hoàng bọn họ toàn lực bộc phát phía dưới bảo vệ tốt Tiêu Phàm. Lão đại, người nói có phải hay không bọn hắn chủ nhân mặc dù chết rồi, nhưng còn phải thụ một đời mới tu la tử ước thúc đây. Thí thần đột nhiên lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, thí thần như thế vừa nhắc nhở, thật đúng là có loại này khả năng. Trước mặc kệ, không có thông qua bách sát tháp 100 tầng khảo nghiệm, cũng sẽ không lấy được bách sát tháp tán thành. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nhưng hắn trong lòng đã có chút minh xác, nếu như bản thân thật chiếm được bách sát tháp tán thành, trong đó tất cả sinh linh, có phải hay không cũng thụ bản thân khống chế đây, bao quát dung nham thạch hoàng bọn họ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm hai người ở một tòa trụi lùi đỉnh núi ngừng lại, nơi xa hắc khí trùng thiên, bao phủ nửa bên chân trời. Phát ra một loại ma tính khí tức, dị thường đáng sợ. Mơ hồ có thể nhìn thấy, kia cuồn cuộn hắc sắc vũ khí trung gian, có một đạo cột sáng màu trắng, không cần nghĩ cũng biết rõ, đó phải là thông hướng 93 tầng nhập khẩu. Lão đại, này bốn phía cũng có không ít người. Thí thần sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, thần sắc hơi hơi đề phòng. Có thể đến nơi này, chỉ ít đều là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực không thể khinh thường. Tiêu Phàm quét bách sát bảng một cái, lại là phát hiện lên bảng người, dĩ nhiên nhiều đến 20 người tới đã tới một tầng này, hơn nữa còn không bao gồm những cái kia không có lên bảng, cố ý ẩn tàng thực lực. Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện, cũng nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý, một cỗ cường đại linh hồn chi lực tập trung vào hai người bọn họ, lộ ra nhàn nhạt sát cơ, tựa như đang thử thăm dò hai người bọn họ thực lực bình thường. Tự tìm cái chết, thí thần sắc mặt lạnh lùng. Gầm thét một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, còn không chờ hắn phóng ra bước chân, liền bị Tiêu Phàm giữ chặt, lắc lắc đầu nói, không nên khinh cử vọng động. Này 93 tầng, nguy hiểm nhất đã không phải là những này nhân tộc tu sĩ, mà là một tầng này dị ma, yếu nhất đều là thần vương cảnh hậu kỳ, thần vương cảnh đỉnh phong cũng không phải số ít. Thí thần đối chiến một hai người có lẽ không chỗ nào cố kỵ, nhưng nếu như bị một đám người vây công mà nói. Vậy cũng mười phần phiền phức. Tiêu Phàm, nhanh rời đi nơi này. Đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ hơi hơi chấn động một cái, một đạo thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thanh âm này nhường hắn có loại quen thuộc cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bất quá, hắn vẫn là trước tiên tin tưởng đối phương, quát nhẹ một tiếng nói, đi. Thí thần nghi hoặc không giải, này đang yên đang lành. Tiêu Phàm làm sao đột nhiên lại muốn rời đi đây? Hống hống, cũng liền ở lúc này, từng tiếng gầm thét từ chân trời truyền đến, toàn bộ thiên khung đều run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy từng mảnh hắc vân, từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đi, ngăn chặn Tiêu Phàm bọn họ đường đi. Dị ma, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, kia hắc vân, lại là vô số dị ma, một cỗ khiếp người khí tức, nhưng Tiêu Phàm đều có chút run sợ kinh hãi. Trong đó lại có hơn mấy chục tôn thần vương cảnh đỉnh phong dị ma. Lão đại, cẩn thận, thí thần sắc mặt cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, cũng đã làm xong chém giết chuẩn bị. Tiêu Phàm, nhanh hướng nơi này áp sát, lúc này, vừa mới đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy 10-20 đạo thân ảnh, đang điên cuồng hướng về nơi xa hắc vụ kích xạ mà đi, những người này, hắn còn gặp được một cái người quen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.